đeo cà nha. Nano nhà Tú đẹp lắm Tú ơi. Đẹp không các chị? Đẹp lắm luôn đúng không? Trời ơi hot lắm các chị ơi. Hot cực kỳ hot luôn. Hot lắm lắm luôn đó các chị. Trời ơi. Alo alo. Nhưng mà cái quan trọng nhất em nói cái này. Ví dụ như mua được vài áo dài đẹp rồi nhưng mà chưa mua được áo ngực thì hôm nay mua ngay và liền cho em. Mua ngay và liền cho em. Yeah, em chào chị Trang Trần. Yeah, em chào chị Dung Nguyễn. Chị ơi, sao chị để cái hình em nhìn trẻ vậy? Vải rẻ và đẹp lắm, mình mặc rồi nhà Tú. Chỉ có mê mẩn thôi. Chỉ có mê thôi đúng không? Các chị ơi, các chị đừng có nói với em là các chị để hết tất cả những cái loại vải khác qua một bên nha. Xong rồi các chị chỉ mua cái đấy không thôi nha. Buồn đây, alo. Chắc hết tiền với Tú quá. Dạ yeah, có nha chị Tham Thương Úc nhỏ ơi. Đúng rồi Tú ơi. Đừng có nói để hết tất cả các loại vải của em nha. Nè, trước tiên là tham khảo size cho em. Trước tiên là tham khảo size cho em. Thứ hai nữa là đây. Thứ ba, trời ơi nó đẹp. Xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa? Nhìn size cho em nha, nhìn size cho em các chị ơi. Nhìn size cho em, nhìn size cho em. Treo cả nhà, chị thích nghe Tú nói. Vậy hả chị? Dạ, cảm ơn chị. Nhìn size cho em chưa? Rồi, chốt đơn cho em nha các chị ơi. Áo này là áo em đang mặc trên người đây này các chị. Áo mà cả thế giới hỏi đây này. Các chị ơi, cả thế giới hỏi nhá. Áo ngực cộng số điện thoại cho em. Vân Sóng Kim Cương chưa có hàng, chị Bình Yên ơi. Vậy hả? Thôi được mặc đồ đẹp rồi, cần gì phải khổ. Đẹp là thích rồi, không cần gì phải khổ cả. Phải khổ cả. Quần định hình á, quần định hình thì bạn báo là chỉ còn màu đen là size L với XL thôi chị. Còn màu da là tạm hết rồi chị ơi. Màu da là còn nợ đơn các chị nhiều lắm cho nên sẽ không có chốt được. Còn bạn báo với em là em còn size L và XL màu đen thôi. Được chưa các chị? Chị ơi, áo ngực cộng số điện thoại cho em. Áo ngực cộng số điện thoại cho em. Áo ngực cộng số điện thoại cho em. Các chị ơi, áo ngực cộng số điện thoại cho em. Yeah, em chào chị Hà Nguyễn. Hôm qua giờ mấy người hỏi mình vải gì vậy Dung ơi. Các chị ơi, cứ áo ngực cộng số điện thoại cho em. Cứ áo ngực cộng số điện thoại cho em. Áo ngực cộng số điện thoại cho em. Chốt đơn.
Dạ đúng rồi chị. Nguyễn Thị Thơm áo ngực, Đoàn Thị Mỹ Phượng áo ngực, Rosie Trần áo ngực, Hà Lê áo ngực, Lucia Trang Minh áo ngực, Bùi Thị Lệ Minh áo ngực, Anh Nguyên Ngọc áo ngực, Kim Dung Ngô áo ngực, Cao Bình áo ngực, Vân Phan áo ngực, Ngân Hà áo ngực, Dung Đặng áo ngực, Ý Phùng Như áo ngực, chưa có bán luôn em, Hoàng Mến áo ngực. Giờ cho chị xem hả? Dạ đây. Thiều Trang áo ngực. Hương, ra lấy cho chị cái bấm cửa xuống thôi. Áo ngực cộng số điện thoại cho em. Mai Trần áo ngực, Ti Phùng Nguyên áo ngực, Thanh Hương Út Nhỏ áo ngực, Hoa Đăng áo ngực, Thu Nguyễn áo ngực, mặc 38 thôi. Thanh Nga Hoàng Diệp áo ngực, Hoa Nguyễn áo ngực, Nguyễn Minh áo ngực, Hải Ngô áo ngực, 92 chị Kim Hợi áo ngực thôi. Nguyễn Phượng áo ngực, Chu Thị Mỹ Dung áo ngực, Hoàng Oanh áo ngực, Michi Lee Nguyên áo ngực. Nếu nhận mà không đẹp, Mai Vũ không áo cần ngực, phải trả tiền cho em luôn. Hàng này là hàng xuất khẩu nha, không phải là hàng ở ngoài chợ. Các chị có thể cầm Thuy Phượng áo ngực ngoài chợ, các chị mua được. Nguyễn không? Phương áo ngực. Em khẳng định là không bao giờ có. Cha Sinh áo ngực, không bao giờ có. Cái này là hàng nếu mà Đào muốn Đào làm áo ngực, các chị là em sẽ phải đặt. Mà hàng này là làm để Hoàng xuất khẩu áo ngực. Các chị không có phải là hàng mà các chị mua ở ngoài chợ là có Mười đâu. Mười Vũ áo ngực nha, không bao giờ. Phan Như Hảo áo ngực, Chi Nguyễn áo ngực, Loan Lê Thị Kim áo ngực, Ánh Mai áo ngực, Hồ Tú Nguyễn áo ngực. Các chị Hồng ơi, Phúc các chị lấy hai cái đi. Tại vì sao? Vì thật tình với các chị luôn á, không có số lượng bao nhiêu đâu. Trần Vi áo nếu ngực. Nếu hết nữa là các chị phải đợi rất lâu và rất lâu luôn. Và đặc biệt luôn Ta em si Trần định, hai nếu áo chị ngực. Nào mua cái này của em mà mặc áo dài, khẳng định luôn chưa có một chị nào thất vọng bao giờ. Bản thân em là một người các chị biết em mặc đồ rất là chỉnh chu. Và em vẫn thường là bán hàng cho các chị là em bán trên line, các chị em mặc áo dài đúng không? Em quay ngang đúng không? Các chị nhìn cái form là các chị sẽ biết như thế nào rồi. Nếu mà các chị nhìn những người mặc áo dài mà người ta mặc áo ngực đẹp là đồng nghĩa là người ta phải có một cái sự lựa chọn rất là chuẩn rồi. Còn nếu mà mặc áo dài mà các chị nhìn thẳng thì có thể các chị không phân biệt được, nhưng mà quay ngang là các chị sẽ biết được như thế nào ngay và liền. Hương Nương Bích áo ngực, Maria Hạnh Phạm áo ngực, Thơm Đào áo ngực, Loan Hồng áo ngực, Hoa Nông áo ngực. Dạ chị Lan Nguyễn ơi, nếu đơn hàng của mình còn thiếu á thì bên em Ti sẽ Lê áo ngực, bù sau nha. Bùi Khiết áo cứ ngực, yên tâm. Nina Nguyễn áo ngực, Thúy Vũ áo ngực. Dạ đây, cầm lên cho em xem. Đây chị. Cao Bình áo ngực, Thu Thúy Nguyễn áo ngực, Thủy Trần áo ngực, Thanh Thảo áo ngực, Nakiko áo ngực, Rom Du áo ngực, Tố Yên Phạm áo ngực, Thảo Hoàng áo ngực, Thảo Hoàng áo ngực, Tuy Nguyễn áo ngực, Trần An Nhân áo ngực, rất lâu luôn. Nguyễn Oanh áo ngực, Hồ Thị Xuân My áo ngực, Thủy Đặng áo ngực, Lê Huệ áo ngực, Vân Thảo áo ngực, Phương Nguyễn áo ngực, Nguyễn Mai Hương áo ngực, Quyên Lệ áo ngực, Vũ Thị Lan áo ngực, Thanh Thảo áo ngực, Hiền Nguyễn áo ngực. Có màu đen nha chị. Thu Trang áo ngực. Có màu đen, các chị cứ em một cộng số điện thoại cho em, nhân viên em chốt đơn, các chị cứ báo. Em có hai màu. Thúy Hằng áo ngực, Mai Anh Nguyên áo ngực, Hiền Phạm áo ngực. Các chị đừng mua áo ngực trắng nhiều nha, mua một cái thôi. Thiên Dương Ngô Tả áo ngực. Các chị mặc áo trắng là tuyệt đối nó sẽ in vào trong da của mình luôn, là nó sẽ không bao giờ lộ. Còn nhiều chị mà cái áo trắng của các chị, ví dụ cái vải đấy nó hơi mỏng đúng không? Các chị mà mặc áo ngực trắng vô nữa là nó còn rõ hơn cả các chị mặc màu da luôn. Chứ không phải là các chị cứ mặc Nguyễn áo trắng áo các chị mua áo ngực trắng đâu nha. Nga Phạm áo ngực, Phương Toàn áo ngực, Bích Thúy Nguyễn áo ngực, Hoa Lê áo ngực, Thủy Nguyễn áo ngực, Phương Vũ áo ngực, Tiên Trần áo ngực. Ta lấy cho chị cái áo màu đen với lại một cái màu. Huyền Thu Hoàn Thị áo ngực, Nguyễn Phương áo ngực, Trung Nguyễn áo ngực, Nguyễn Hiếu áo ngực, Võ Trang áo ngực. Phương ơi đi đâu vậy? Ở đây nè. Hà Châu áo ngực, Hương Tươi áo ngực, Đạt Phạm áo ngực,
Huỳnh Tuyết áo ngực, Uyên Lê áo ngực, Ngọc Nuôi áo ngực, Tê Nguyễn áo ngực. Thứ nhất, ở trong là đúc, Oanh Đi áo ngực chưa? Đúc nguyên khối nha. Thứ hai, dây ở đằng sau là vừa đủ ôm cái lưng của các chị. Thứ ba, nhà em không làm 4 móc quá dày, 3 móc thôi, nhưng mà cái phần ôm lưng nó sẽ là vòng để cho che được khuyết điểm cái ngấn lưng của các chị. Chị ơi, phải mấy hôm rồi mà chưa đi à, là sao không hiểu luôn. Yến Nguyễn áo ngực. Đây là màu da nha, rồi màu đen. Y chang như vậy thôi, không khác cái gì hết. Đây. Màu đen. Chuẩn chưa? Đây, mút ở đằng trong là đúc nguyên khối. Được chưa? Rồi, đây, đằng sau. Được chưa? Nói chung là chị nào mà hâm mộ em mặc áo dài mà em quay ngang mà nó đủ tỷ lệ, các chị tính tỷ lệ áo ngực cho em từ đây xuống tới đây nha. Chứ có nhiều chị là mặc áo dài là cái áo ngực nó sẽ tốt xuống như đây này. Rất là đẹp luôn. Đây, được chưa các chị ơi? Và giày của nó là giày 3 phân đúc nguyên khối. Ok chưa? Rồi, này các chị này, may 2 lớp cho các chị. Cái phần này là cái phần nó rất là mềm. Nó mềm nhưng mà nó dày và đục, và để mà giữ định hình được cái ngực của các chị. Nhiều chị mà kiểu như là không có ngực như em ấy, nó sẽ bị chạy. Nó chạy lên mà chạy xuống, chạy lên mà chạy xuống. Thì cái này nó định hình cho các chị này. Rồi, ok chưa? Đó. Chị nào lấy thì các chị cứ áo ngực cộng số điện thoại cho em. Áo ngực cộng số điện thoại cho em có 2 màu. Size 34, 34 tương ứng với 75, 36, 38 và 40. Có 2 màu đen và da thôi. Còn màu trắng thì em sẽ làm cho các chị một ít. Nhưng mà các chị đợi em để em làm cho các chị cái màu trắng kem đi. Cái màu trắng tinh của nó xuống nước một cái một nó vàng khè luôn, không đẹp. Em test cho các chị giống như em test quần áo luôn. Các chị cứ yên tâm cho em, ok chưa? Trời ơi. Thùy Dương áo ngực, Môn Môn áo ngực, Khiêm Trần áo ngực, Thanh Phụng áo ngực, Trang Thảo áo ngực. Được chưa? Áo ngực cầm số điện thoại cho Chế Tú nào. Thịnh Thảo áo ngực, Hà Nguyễn áo ngực, Mười Võ áo ngực. Nhìn cận cảnh rối gì? Vân Anh, tâm, trời ơi. Vân Anh Lê Thị áo ngực, Lê Thị Bạch Tuyết áo ngực, Bảo Anh Hoàng áo ngực, Đỗ Lan Anh áo ngực. Có chị nhìn là trong này. Đó, đúc là đúc nguyên khối luôn nha. Lan Hương áo ngực. Không có phải là một miếng vải đắp ở ngoài xong nhét cái này vào cho các chị đâu. Hiền Trương mặt áo ngực. Rất là êm ái. Uyên Võ áo ngực. Form dựng lên một phát một là sẽ thấy là đẹp ngay và liền, không cần phải lo lắng. Thanh Thanh áo ngực. Đẹp chưa? Phạm Thị Thu Hường áo ngực, Kim Dung Phạm áo ngực, Dung Kim Nguyên áo ngực, Trương Liễu áo ngực. Chưa cần phải mặc là đã thấy nó dựng form rồi, các chị thấy không? Thanh Cúc rất áo ngực luôn. Thiên Đinh okay áo chưa? Ngực à. Mỹ Hạnh Nguyễn áo ngực, Nguyễn Hiền áo ngực, Phi Loan áo ngực, Tâm Lê áo ngực, Lê Thị Cẩm Hồng áo ngực, Cương Nguyễn áo ngực, Mây Khói áo ngực, Dung Đoàn áo ngực, Trần Huyền áo ngực, Mỹ Hiền Cao áo ngực, Mai Phương Nguyên áo ngực, Vi Nguyên áo ngực, Biển Lặng áo ngực, Chu Ly Tuyết áo ngực, Trần Thị Phương áo ngực, Vũ Thị Kim Phương áo ngực, Mai Trần áo ngực, Võ Thị Hường áo ngực, Tuyết Lê áo ngực, Hiền Chân áo ngực, Thắm Phương áo ngực, Phượng Cát áo ngực, Trần Đình Phương áo ngực, Thương Lê Thị áo ngực. Dạ, cái này là nâng nha chị, cái này là nâng hoàn toàn luôn đấy chị ơi. Huỳnh Nhi áo ngực, Hoa Quỳnh Nguyễn áo ngực, Trần Ngọc Ánh áo ngực, Thạch Thạch Gia Gia áo ngực, Loan Dinh áo ngực, Lê Thị Hải Hà áo ngực, Nguyễn Huyền áo ngực, Ngọc Mai áo ngực, Nguyễn Tâm áo ngực, Lê Thị Thủy áo ngực, Anh Hoàng áo ngực, Trung Trần áo ngực, Trần Lan Anh áo ngực, Hoài Nguyễn áo ngực, Meo Meo áo ngực. Trơn chưa có đâu chị Ngọc Tú Lê ơi. Trơn chưa có hàng đâu chị, chỉ có đen thôi. Chị muốn mua trơn chị phải đợi. Thanh Thanh Nguyên áo ngực. Vậy là chị Vũ Huệ áo ngực, chị Nguyễn Hoa áo ngực, tín đồ mà gọi là Nguyên Hạnh áo ngực, fan cứng của nhà Tú biết Hào thôi. Bùi áo ngực, chính xác. Thanh Huệ áo ngực, trơn đẹp mặc ngang ngửa với lại Võ Ngọc Thùy Trang áo ngực, 1 triệu mấy một cái mặc chưa đẹp bằng cái áo của nhà Tú. Dung Nguyên áo ngực,
áo ngực, Nguyễn Phượng áo ngực. Tối nay em like cho các chị một like nữa là có khi không đủ chia luôn á. Thiệt. Tối nay mà em like thêm một like nữa là có khi không đủ chia cho các chị luôn. Và em nói các chị nghe nè, áo ngực là các chị phải mua nó vừa với cái size. Mà một khi mà nó nhiều á thì các chị mặc vừa vặn cái size, còn không là các chị phải mua cái size lớn hơn. Mà các chị biết rồi đấy, áo ngực nó khó hơn quần rất là nhiều. Nó không phải như là vải, nó chỉ có một kích thước đâu. Cho nên ngay và liền cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cho em áo ngực cộng số điện thoại. Hòa Vũ áo ngực cộng số điện thoại cho em nha. Nguyễn Đan áo ngực, Lương Huyền Meo áo ngực, Trúc Ly Nguyên áo ngực, Thanh Diệu Nguyễn áo ngực, Hồng Thi Hoàng áo ngực. Áo ngực cộng số điện thoại cho em, cứ áo ngực cộng số điện thoại cho em các chị ơi. Thấy chưa? Tối bán tiếp nữa là cho các bạn chốt đơn cho các chị khoảng 400 đơn là hết hết ha, không có áo đâu nha các chị nha. Cát Tiên áo ngực. Rồi. Thùy Trang áo ngực. Xong chưa? Rồi, em nói các chị nghe này, cái kèo này mà chị nào không tin em là mai mốt không được hối hận đâu nha. Trời ơi, kèo này mà các chị không tin em là mai mốt các chị Thúy không Anh được hối Nguyên hận áo đâu ngực. Nha. Trang Linh áo ngực. Vải em mặc là vải em mặc không có hàng các chị ơi. Cái mẫu em mặc á là chất vải này. Yến Phương áo ngực chưa có hàng, mặc demo cho các chị thôi. Còn quần em mặc là vân sóng thì có, nhưng riêng vải này thì hiện tại bây giờ là nhà em trộm vía với các chị luôn, là hết sạch sẽ không còn một tí nào. Kim Thanh Hoàng áo ngực, Lệ Nguyễn áo ngực, Phương Uyên áo ngực, Nguyễn Nghiêm áo ngực, Quỳnh Đinh áo ngực, Nguyên Nguyên áo ngực, Cô Năm áo ngực, Thi Nguyên áo ngực. Áo ngực cộng số điện thoại cho em, cứ áo ngực cộng số điện thoại cho em. Các bạn nhà em sẽ gửi cho các chị bảng size và nó sẽ có hai màu da và đen. Các chị lựa chọn sớm nhất giúp em về mặc đi. Đã vậy đầu năm là các chị còn có áo dài nữa, mặc thử đi là biết được nó đẹp như thế nào ngay và liền luôn. Thế áo ngực cộng số điện thoại cho em. Vương Hoàng áo ngực. Cứ áo ngực cộng số điện thoại cho em nha mấy chế ơi. Rồi, cái này kèo vô cùng thơm luôn á. 1 2 3. Chị ơi, cái chất vải của nó ấy, thật sự rất đẹp. Nhưng nếu mà các chị nghe em nói kèo thơm là các chị biết rồi đấy. Giá thành của nó cực kỳ mềm, nhưng mà số lượng chỉ có một ít thôi, đúng 3 màu. Đen trắng, đen trắng, đen trắng, nhưng đẹp vô ngần cùng. Đây, đến cho các chị. Nhưng mà nhớ nha, mai mốt nhận cái này không được nói vân sóng đâu đấy nha. Nha. Cái này không phải vân sóng đâu, cái chất vải của nó gần giống vân sóng thôi, nhưng mà cái này là hàng đi mò ấy, các chị gọi là đi kiếm mà hàng lại lại về bán ấy. Nhưng mà chất vải của nó không phải vân sóng, nhưng rờ vào nếu mà ai không biết ấy, thì bảo nó là vân sóng nha. Đây nó sẽ có cái dấu giống vân sóng này. Tâm Đinh áo ngực, Huyền Chân Chân áo ngực, Nguyễn Thanh Bình áo ngực, Thúy Nga Nguyên áo ngực. Áo ngực cộng số điện thoại cho em, cứ áo ngực cộng số điện thoại cho Tú. Các chị ơi, có đúng bằng này thôi, lấy đi. Đẹp vô ngần cùng luôn. Ba mẫu. Không có nhiều đâu. Các chị ơi, mặc với quần màu đen, đặc biệt vải này chị nào có ý định 1 may trung tốt, 2 may sơ mi, 3 may đầm, còn may áo dài thì không cần phải nói rồi đúng không? Đây, không cần phải nói rồi đúng không? 80.000. Lý Trần áo ngực. Lấy mẫu này trước. 80.000. Nguyễn Hà My áo ngực. Mã số 1. Các chị ơi, 80.000 một áo cho em, mã số 1. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em số 1. 80.000 một áo, bảo đảm luôn, nhận mà thất vọng khỏi cần trả tiền cho Tú. Đọc lạ luôn, nhìn cái vân của Nguyễn Thị Kim Tuyết số 1. Chị phân biệt ra luôn em.
tắt hẳn hàng riêng ra luôn, đừng đưa xuống dưới kia cho tụi nó lẫn lộn thùng luôn. Phương Lê số 1, Thúy Nguyễn số 1, Phụng Hoàng số 1, Nguyễn Mai Hương số 1, Kim Chi Lê ba áo số 1, Hương Đỗ số 1, Hoa Quỳnh Nguyễn số 1, Thúy Nguyên số 1, Mỹ Hiền số 1, Thiên Di số 1, Trần Tú số 1, Thanh Cúc số 1, Thanh Hương Úc Nhỏ số 1, Cương Nguyễn số 1, Lệ Nguyễn số 1, Nhất Tiên Ca Võ số 1, Châu Phạm số 1, Võ Ngân số 1, Thiên Nga Kiều số 1, Úc Cơn số 1, Thúy Trinh số 1, Hương Võ Hai Áo số 1, Thi Nguyên số 1, Thanh Đào số 1, Thơm Đào số 1, Nguyễn Hương số 1, Minh Trang số 1, Tú Cẩm số 1, Thùy Dung số 1, Tiên Phạm số 1, Trúc Trinh số 1, Phạm Thị Thúy Từ số 1, Lê Viễn số 1, Nguyễn Yến số 1, Mười Võ số 1, Thi Nga Kiều số 1, Nguyễn Minh số 1, Thúy Trinh số 1, Trần Lan Anh số 1, Trúc Thanh số 1, Mai Trần số 1, Hồ Tú Nguyễn số 1, Nga Phạm số 1, Hàng Ngô số 1, Hương Ngô số 1, Trần Kim Hải số 1, Thương Huệ Nguyễn số 1, Thanh Hoàn số 1, Nguyên Nguyên số 1. Bỏ hàng lên. Hai ba cái ghế bỏ sẵn lên đây cho mình đi. Bỏ sẵn lên, có ba hai ba bốn áo thôi. Thêm đi ghế kia luôn, bỏ lên cho mình luôn. Huyền Chân Chân số 1, còn 4. Phạm Bích Hà số 1, còn 3. Nguyễn Thị Kiều số 1, còn 2. Trần Huệ số 1, còn 1. Tuy Phan số 1. Em hướng cho các chị xem cái nha. Trời ơi, nó đẹp. Mai Nguyên áo ngực. Trời ơi, Vi nó Vu đẹp áo ngực luôn. Lê Loan áo ngực rất thơm luôn á. Em nói các chị kèo này nhà em là chuẩn 100%. Kiều Nguyễn áo ngực. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là số 2. Các chị ơi, mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là số 2 nha. 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt số 2 cho em. Chị nào lấy áo Phương Lê áo số 2, số điện thoại cho Thơm em. Đào số 2, Tú Cẩn số 2, Kim Chi Lê 2 áo số 2, Mây Lý số 2, Phương Bùi số 2, Lê Huệ số 2. Đẹp cực kỳ luôn. Lê Nguyễn số 2, Tuyết Ai Nguyên số 2, Nguyễn Thị Thanh Thúy số 2, Nga Ủa? Ngọc số 2, Võ Ngân số 2, Trúc Trinh số 2. Em quăng xuống cái lô hàng ấy rồi. Em bị làm sao vậy Hương? Chị kêu là em tắt riêng hẳn ra, đừng có trà trộn với xuống tụi nó hả? Xong nó soạn hàng ra. Để đi xong rồi tắt đi. Ủa thì xe không để đây tí nữa được gom một lần luôn rồi mang lên mang xuống thì tụi nào biết được mà tí cãi nhau. Trúc Trinh số 2, Hồ Trinh số 2, Phạm Thị Thủy Từ số 2, Nguyễn Thảo số 2, Huy Trang số 2, Nhất Sinh Ca Võ số 2, Ta Si Trần số 2, Nguyễn Nga số 2, Thiên Vân Vân số 2, Hồ Ngọc La số 2, Thúy Nguyễn số 2, Nguyễn Thị Kiều số 2. Số 1 em hết rồi, em còn số 2 thôi nha các chị ơi. Trúc Thanh số 2. Còn số 3 nữa các chị. Nguyễn Nga số 2. Dạ không chị, vải áo em mà không có bán các chị ơi. Lan Khanh Trương số 2. Bỏ hết qua. Trần Hồng áo ngực 80.000 một áo. Tường Vi Huynh áo ngực, Trang Trần áo ngực, Phạm Thị Nệ
Phạm Thị Nở áo ngực, Hạnh Nguyễn áo ngực, Đoàn Thị Hằng áo ngực. Các chị ơi, số 3 cho em giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Hàng này là hàng em nghe phạm số 3 đẹp lắm. Bán hàng không cần phải gào thét, không Mây Lý số 3, Lệ Nguyễn số 3. Gào thét quảng cáo mà nó vừa ẹt thì cũng chẳng có lại cái gì hết á. Ta Si Trần 2 áo số 3, Hậu Tam Thị số 3, Lê Huệ số 3, Thanh Hương Úc Nhỏ số 3, Thanh Hoàng số 3, Trúc Thanh số 3, Quỳnh Đinh số 3, Tuyết Minh số 3, Kim Chi Lê 2 áo số 3, Hồng Trinh số 3, Nguyễn Thảo số 3, Thanh Cúc số 3, Lan Khanh Trương số 3, Hoa Quỳnh Nguyễn số 3, Tiffany B Nguyễn số 3, Nguyễn Mỹ Nhung số 3, Nghĩa Nguyên số 3, Huỳnh Nhi số 3, Hà Nguyễn số 3, Mai Nguyễn số 3, Nga Nguyễn số 3, Tuyết An Nguyên số 3, Hải Trương Bùi số 3, Trúc Thanh số 3, Kim Oanh số 3, Linh Nguyễn số 3, Trang Linh số 3, Thôn Tuyết Lê số 3, Phạm Tuyết số 3, Hiếu Nguyễn số 3, Nguyễn Thanh Bình số 3, Đặng Thị Thương số 3, Trang Linh số 3, Ngọc Hường số 3, Phương Ngô số 3, Phạm Bích Hà số 3, Liên Trần số 3. Diệp Trần áo ngực. Nhà Lê áo ngực, Thúy Nguyễn áo ngực. Số 3 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Giá cho em là 80 ngàn một áo các chị ơi. Trang Nguyễn số 3, Thúy Nguyễn số 2. Cái hàng chị để ở trên này đâu rồi? Dạ để em kiểm tra đơn lại cho chị Mai Phó ạ. Dạ không có phi ship nha chị nhé. Áo hồng đen không có phi ship cho các chị ơi. Nghĩa Nguyên thêm một áo số 3. Các chị lấy số 2, số 3 em nữa không? Không lấy nữa em qua nha. Kim Quỳnh số 3. Đẹp lắm. Nói chung là bán hàng mà các chị bây giờ đứng nói các chị thuyết phục các chị để các chị mua, nhưng mà đến khi các chị nhận được nó dở em lẹt thì chị đúng một lần. Nhưng mà bây giờ quan tâm nhất ở đây là nếu như mà là các chị có nhu cầu mua, các chị mua, các chị nhận về thực tế ở ngoài đi, đẹp thì mình mua tiếp, không đẹp mình qua chỗ khác mình mua, thì đấy là bình thường mà các chị. Vì sao? Vì các chị là khách hàng thì có quyền lựa chọn nha các chị nha, có quyền lựa chọn. Các chị Thúy Hương số 3, Yến Nguyễn số 3. Số 3 cho em giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Các chị có nhớ cái lập thể này mà đợt trước em mặc á, là ngày tối ngày hôm qua em mặc mà cái lập thể màu xanh không? Mà cái chất vải của nó là chất vải lụa nhập này, các chị nhớ không? Đó. Bùi Thị Loan số 3, Oanh Lê số 3. Các chị ơi, 120 ngàn một áo. Cái màu xanh mà tối ngày hôm qua em mặc thì em hết rồi. Mà trong lô hàng này của nó chỉ có 2 màu thôi. Bây giờ em còn màu đỏ này cho các chị nữa thôi. Rất đẹp, mặc vào rất là sang vô cùng luôn. Mềm, có độ co giãn đặc biệt. Chị nào muốn may áo dài hay may đầm hay cái gì cũng đẹp hết. Giá chỉ có 120 ngàn một áo thôi các chị ơi. 80 cho em nha các chị nha. Hồ Nga số 3, 80 cho em, giá 120 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 80 cho em các chị ơi. Mềm, cực kỳ mềm và màu này chỉ có 2 màu thôi. Thật sự rất nhiều lập thể luôn, nhưng mà em lựa được đúng một cái lập thể này cho các chị thôi. Tiffany B Nguyễn 80, Dung Hoài 80, An Nguyên 80, Nguyễn Hòa Bình 80, Thịnh Thảo 80, Hồ Nga 80, Thôn Tuyết Lê 80, Đặng Ốc 80, Phụng Hoàng 80, Nga
Nga Phạm 80, Hoàng Dương 80, Sáu Lê Lê 80, Lê Thúy Hằng 80, Phạm Tuyết 80, Ngọc Hường 80, Hải Trương Bùi 80, Liên Nguyễn Thi 80, Nhu Nguyễn 80, Hương Ngô 80, Lê Hồng Minh 80, Lan Hà Thi 80, Nguyễn Hiếu 80, Nhung Bùi 80, Thanh Thủy Bùi 80, Liên Kim 80, Phạm Sáu 80, Hậu Tăng Thị 80, Hoa Lan Tím 80, Lệ Thu 80. Đẹp, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì các chị tốt 80 cho em. Ba cái lập thể đó còn bao nhiêu nữa đưa lên đây cho cô luôn. Em mặc chưa bao giờ em thất vọng bao giờ luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 80 cho em nha các chị ơi. Chị nào lấy áo ngực thì cứ áo ngực cộng số điện thoại Nguyên cho em. Áo ngực cộng số điện thoại cho em nha. Thoa Nguyên 80 hai áo. Đúng lại thêm là nữa cho các chị xem. Xuất sắc luôn. Nguyễn Thị Lê áo ngực. Và áo tú mặc không có bán các chị ơi. Hà Thảo áo ngực. Và áo tú mặc chưa có hàng, chưa có bán được đâu các chị ơi. Có sắc chưa? 80 mấy áo nữa. Nguyễn Thị Thương 80, Vũ Thủy 80. Diễm Lê áo ngực. Phương Lê áo ngực. Nguyễn Nga áo ngực. Rồi cho cô cái tấm hình. Dạ vải em mặc không có bán các chị ơi. Vải em mặc không có bán cho các chị nhé. Không có bán các chị chưa có hàng cho nên sẽ không có bán được đâu các chị. Chốt đơn ngay và liền cho em luôn. Xuất sắc. Không có điểm trừ. Chỉ có điểm cộng mà thôi. Ngoài bà 80. 120.000 một áo nha các chị ơi. 120.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 217 cho em nha các chị nhé. Chẳng lẽ em ai. Quỳnh Đinh 80. Chẳng lẽ em ai. Trời ơi nó đẹp. Thôi thì chốt đơn cho chị cả. À, hai chân ngực xuống, hai tay chấm bi, tròn xét tay dài cho chị. Rồi, hết chuyện luôn. Hoàng Dương 217, Hiếu Nguyễn 217, Giang Trần áo ngực. Dạ ok chị Mười Nguyễn. Cho em 120.000 một áo, 220.000 một set. Chị nào lấy thì Loan Hoàng 217, Mai Ly Lê 217, Phượng Cát 217, Trần Huệ 217, Nguyễn Thị Nhã Nhã 217, Khả Như 217, Kim Oanh Vũ 2 áo 217, Lê Thu 217, Lan Kim 217, Lan Hà Thi 217 xếp, Nguyễn Hòa Bình 217, Nguyễn Phúc 217, Trúc Thanh 80, Hồ Nga 217 xếp, Truyền Lệ 217 xếp, Mai Trần 217, Bích Thuận Hoàng 217 xếp, Giang Trần 80, Lâm Tuyền 217 dự bị, Kim Anh 217 dự bị, Ngọc Ánh 217 dự bị. Các chị viết này nói gì đúng không? Có 4 màu. Chốt đơn cho em, đen trắng, trắng đen 80.000 một áo. Còn bao nhiêu em bán các chị nữa là lô này sạch sẽ cho các chị luôn. Chất không phải lo lắng, có độ co giãn không cần phải lót các chị ơi. Các chị nghĩ là vải này các chị mặc không sang hả? Mềm, cực kỳ mềm, có độ co giãn và lựa 1 cho đến 2 mẫu nào đẹp đẹp thích thì may áo dài.
không thích thì may áo đồng, không thích nữa thì may áo kiểu, không thích nữa thì may đồ bộ, không thích nữa thì may sơ mi, may xếp bộ cho em, trắng đen cho em, giá chỉ có 80.000 thôi nha các chị nha, miễn phí vận chuyển cho mình luôn. Và đặc biệt luôn là chất vải có độ co giãn, không có cần phải lót, không nhanh không sụn sức được chị. Chúc Thanh 80 năm áo. Dung Nguyên trắng đen, Nghi Phạm trắng đen. Trắng đen cho em, chị nào lấy thì các chị chốt trắng đen cho em. Các chị ơi, giá cho em là 80.000 một áo nha các chị nha. Kim Oanh Vũ trắng đen. Chị nào muốn xem áo ngực thì các chị có thể xem lại live. Đỗ Lệ trắng đen, Hương Đỗ trắng đen nha. Còn em bán là em sẽ không lấy cho mình xem đâu các chị ơi. Em Quyên Thi Nguyễn trắng đen, Lệ Nguyễn trắng đen, Lan Hà Thi trắng đen, Nguyễn Ngọc Đành trắng đen, Tiffany B Nguyễn trắng đen, Long Nguyên trắng đen. Còn chị nào đã xác định lấy được rồi thì các chị cứ áo ngực. Hàng Hồ Thị trắng đen nha. Trắng đen cho em, giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng đen cho em các chị ơi. Miss Jenny Nguyên trắng đen, Lan Nguyễn trắng đen. Và em có đeo đỏ các chị, còn bao nhiêu em bán các chị bấy nhiêu nữa là hết. Lan Nguyễn trắng đen, Tươi Lã trắng đen, Đỗ Yến trắng đen, Thiên Bút trắng đen, Phạm Thị Thúy Từ trắng đen. Đen đỏ cho em giá 80.000 một áo, chất vải là lụa mango. Chị nào lấy thì các chị chốt đen đỏ cho em các chị ơi. Mai Vũ trắng đen. Sự cái xào là cái này lại đây cho chị một chút xíu đi mấy đứa. Hương Đỗ đen đỏ, Long Nguyên đen đỏ, Tuyết Nguyên hai áo đen đỏ, Asia Chan đen đỏ, Lê Thị Hoa đen đỏ, Hương Ngô đen đỏ, Hà Minh đen đỏ, Lê Nguyễn Thi đen đỏ, Thanh Đào đen đỏ, Lan Hà Thi đen đỏ, Nguyễn Mỹ Nhung đen đỏ, Kim Anh Bùi đen đỏ và trắng đen. Trúc Thanh trắng đen 5 áo, Mai Trần trắng đen, Đoàn Hiền trắng đen, Nguyễn Liên trắng đen, Thanh Nga trắng đen, Nguyễn Mỹ Nhung này có thời bỏ đi. Oanh Nguyễn đen đỏ, Kim Loan đen đỏ, Đan Hiền đen đỏ, Đỗ Yến đen đỏ, Lan Nguyễn đen đỏ, Kim Liên đen đỏ, Hồ Nga đen đỏ, Hoa Lan tím đen đỏ, Taxi Trần đen đỏ, Nguyễn Hương hai áo đen đỏ, Vi Tạ trắng đen, Trang Nguyễn đen đỏ và trắng đen, Thôn Tuyết Lê đen đỏ, đen Thu đen Hồng đen đỏ. Em bỏ bút chiếu đen đỏ đi, trắng đen còn. Ai lấy trắng đen với Nhung đọc trước đi. Dạ. Liên Nguyễn Thi trắng đen, Mai Lê trắng đen. Từ từ nha, người ta đang là làm dấu. Chị để làm sao để nguyên như vậy, từ từ hãy chờ. Từ từ, để chị bán hết. Anh Đào trắng đen. Đừng bán chị gối nữa. Chị nào chị nói lấy hàng hãng lấy. Tập trung bỏ cái này cho chị nói nhìn chị đi. Trắng đen tổng bao nhiêu áo? 12 hay 13 à? 4 2 4 5 7 9 11. Tiếp như vậy 12 13 đen, đen đỏ còn 4 đen đỏ còn 1. Đan Hiền đen đỏ, đen đỏ em hết, em còn trắng đen ạ. Rồi, lấy cái màu vàng. Nguyễn Thúy trắng đen. Em có 3 mẫu hai ní. Em lấy chút cho các chị, tại vì em nhìn trên hình á thì em nghĩ là cái gì cũng vậy, bây giờ là em phải cầm một cái ở ngoài cơ. Đẹp là em sẽ hốt để bán cho các chị liền. Khẳng định luôn, may cái áo đó lên mặc mà không bán ít nhất hết một lô hàng 1.000 áo là chuyện bình thường. Từ từ các chị, em cho các chị xem này, xinh cực kỳ luôn.
Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là đem da nha. Hồng nguyên trắng đen. Lập thể đen da cho em. Trắng đen các chị ơi. Mấy? Đây trắng đen. Đem da cho em giá 80.000 một áo, chất vải là lụa mango. Chị nào lấy thì các chị chốt đem da cho em nha. Không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Kim chi trắng đen. Nga Nguyễn đen da, Lan Hà Thi đen da, Lan Chi đen da, Thịnh Thảo đen da, Quyên Thi Nguyễn đen da, Hồng Nguyễn thêm một trắng đen, Lê Tâm trắng đen, Vân Võ đen da, Oanh Đỗ Thị Ngọc đen da và trắng đen, Nguyễn Thị Kim Thu đen da, Thu Hà đen da, Hương Đàn đen da hai áo, Liên Nguyễn Thi đen da, Nguyễn My hai áo đen da, Anh Đào Bùi đen da, Nguyễn Ngọc Hưng đen da, La Kiko đen da, Tom Phạm đen da, Trúc Thanh đen da, Thảo Nguyễn đen da, Kim Anh Nguyên trắng đen và đen da, Teresa Mỹ Dung đen da, Nguyễn My trắng đen, Nguyễn My thêm một trắng đen nữa. Trắng đen em còn 6. Và mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là đen trắng. Giá cho em là 80.000 một áo, chất vải là lụa mango nha các chị ơi. Thử đi các chị, thử đi mặc chất vải xuống nhé. Ai ai trắng đen. Mẫu này các chị lấy thì đen trắng cho em nha. Lập thể đen trắng cho em các tình yêu ơi. Nguyễn Hàng trắng đen. Trắng đen còn 4. Hàng Trần trắng đen. Còn 3. Nguyễn Hương trắng đen. Còn 2. Trường Thi trắng đen. Nguyễn Hồng Hạnh trắng đen. Trắng đen còn đen trắng. Hương Đỗ đen trắng. Nga Nguyễn đen trắng, Linh Trần đen trắng, Nguyễn Ngọc Hưng đen trắng, Nguyễn Hồng Hạnh đen trắng, Kim Hương Nguyễn Thi đen trắng, Quỳnh Thi Nguyễn đen trắng, Mai Lê đen trắng, Phạm Thị Thúy Tử đen trắng, Hằng Nguyễn đen trắng, Liên Nguyễn Thi đen trắng, Thu Hà đen trắng, đem trắng cho em giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt đem trắng cho em. Các chị nhớ mẫu này không? Nhưng mà Mấy chị Lê Nguyên đen trắng. Các chị cứ từ từ cho em. Em hết trắng thì em còn đen trắng thôi các chị ơi. Đem trắng một áo nữa nha. Đủ chưa? Dạ một em. Chẳng lẽ em may cái chị rồi nghiền lắm. Em nghiền mấy cái thể loại cứ đen trắng trắng đen rồi siêu nghiền luôn. Em còn đen trắng thôi, trắng đen em hết rồi à? Đây em có mẫu này. Một trong những mẫu mà gọi là đi vào huyền thoại của nhà em luôn. Nếu mà chị nào thích cái mẫu này nè, em có trắng đen luôn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em 518. Giá chỉ có 80.000 thôi nhưng mà mặc lên không có ai biết mình mặc lụa mango hết các chị ơi. Nguyễn Thị Kim Tuyết đen trắng. 518 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 518 cho em các chị ơi. Giá cho em là 80.000 một áo thôi các chị nha. Không nhà Lê 518, Mật Thư 518, Thảo Nguyễn 518, Nguyễn Hồng Hạnh 518, Thanh Mai 518, Tiffany Hoàng 518, Đoàn Trang Nguyễn Thị 518, Hồ Nga 518, Đoàn Điệp 518, Ngọc Hường 518, Yến Phương 518, Lan Anh 518, Nguyễn Nữ 518, Trúc Thanh 518, Asia Chan 518, Nguyễn Hồng Nhung 518, Lê Thị 518, Vũ Thủy 518, Bé Hùng 518, Từ Lê Nguyễn 518,
Thanh Nga Chương 518, thôn Tuyết Lê 518. Có ít lắm các chị ấy, phải lo lắng đâu. Cái mẫu đó có mấy mẫu đó đưa lên cho cô luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 518. Kiều Loan Lam 518, Bùi Sỏi 518, Ta Si Trần 518, La Nguyễn 518, Dung Trần Thi 518, Phạm Hương 518, Nguyễn Thị Thúy Nga đen trắng. Giá có 80.000 mặc là nguyên luôn đó các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 518 cho em. Đây. Chị thích cái mẫu này, em có trắng đen này, là mã 76. Vũ Công Chiến Vũ 518, Nguyễn Dung 518. 76 cho em, giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 76 cho em, các chị ơi. Hồ Nga 76. Đẹp quá trời. Bế Ngọc 76, Nguyễn Thuận 76, Đoàn Thị Hằng 76, Ta Si Trần 76, Hồng Nguyễn 76, Dung Trần Thi 76, Thúy Phạm 2 áo 76, Hạnh Trần 76, Liên Phạm 76, Ti Đào 76, Nguyễn Ngọc Hưng 76, Phạm Kim Thoa 76, Nguyễn Lê Thanh Hàng 518. Nga Phạm 76, Lưu Thủy 76, Lê Tâm 76. Và cái lô này em có màu này cho các chị nữa thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em 432. 432 cho em, giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 432. Phạm Quỳ Anh đen trắng 2 áo. Nguyễn Hồng Hạnh 76, Nguyễn Hồng Hạnh 432, Nguyễn Ngọc Hưng 432, Nguyễn Thuận 76. Mỹ Hiền 432. La Nguyễn 518, Trinh Bảo 518, Nguyễn Thuận 518, Thúy Phùi 76, Trúc Thanh 432, Nguyễn Hòa Bình 432, Trần Ngọc Quỳ 432. Hai vàng là 518 á chị ơi. Lê Lệ 518. Hai vàng này là 518 nha chị. Trần Pháp 432. Bán hàng cho các chị là em bây giờ với tiêu chí là không có bán quăng vèo vèo. Các chị mua cho kẻ đóng thì các chị lấy 1-2 áo. Thảo Nguyễn Thi 518. Từ từ mua các chị đẹp thì mình cảm thấy hợp ý mình thì mình hãng chốt. Thúy Bùi 518. Mất thời gian nha các chị nha. Giá em bán cho các chị rồi em còn hỗ trợ hẳn cho các chị luôn. Là các chị mua nhà em 1 áo em cũng phim tiếp cho mình luôn. Là tốt nhất có thể để các chị lựa chọn là tốt phải ở lại cẩm tú của em rồi các chị ơi. Sandy Trần 518, Nga Phạm 518, Long Hồ 518. Hoàng Nguyễn 518. Đẹp lắm, tướng các chị. Hương Nguyễn 518. Sắc sắc luôn. Chị thương lắm luôn á. Mặt không bao giờ nó xưa hết đó các chị. Chị thương cực kỳ luôn. Mà cái này cũng mới luôn nè. Trời ơi, mới đầu em nhìn xa em còn tưởng nó là cái mình hàng Thái Tuấn luôn á các chị. Này các chị thấy sừng chưa? Hàng Ngô 432, thôn Tuyết Lê 432, Hằng Nguyễn 432, Jesse Ngọc 518, Mai Tuyết 2 áo 518. 25 cho em, giá cho em là 80.000 một áo nha các chị nhắc xinh nhà chị Hoa Nguyễn nha. Diễm Ngọc 25. Trời ơi, dễ thương lắm luôn á.
Lê Thị Hoa 2 năm, Thúy Trinh 2 năm, Tiffany Hoàng 2 năm, Phương Lê 2 năm, Vinfan 2 năm, Nguyễn Thị Nhã Nhã 2 năm, Asia Chan 2 năm, Thiên Nguyễn 2 năm, Ti Đào 2 năm, Ngọc Hường 2 năm, Tiên Hoàng 2 năm, Thùy còn Trang 2 năm, Ta Si Trần 2 năm, Đạt Phạm 2 năm, Kim Xuân Hồ 518. Đường lắm luôn đó các chị, xin đôi là xin luôn nè. 2 năm em hết ạ. Đây có màu này, nó có 3 màu, màu nào cũng xinh hết á. Áo em mặc không có bán các chị ơi, áo em mặc chưa có hàng cho nên tạm thời em mặc demo cho các chị thôi chứ em chưa có bán nhé. Chốt đơn cho em 75, giá là 80 ngàn một áo, chắc phải là lụa mango các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 75 cho em nha. Các chị nhận được vân sóng nano với lại vân sóng trơn nhà em rồi gì đúng không? Vân sóng nano gold là bây giờ tạm thời quá là hot, không có hàng. Còn vân sóng trơn các chị nhận được rồi đúng không? Đẹp đúng không? Không có chạy đi đâu một phát nào luôn các chị ơi. Ngọc Cầm 7 năm, Tuyết Minh 7 năm, Asia Chan 7 năm, Thùy Trang 7 năm, Thi Nguyễn 7 năm, Phương Lê 7 năm, Minh Phan 7 năm, Nguyễn Nhẹ 7 năm, Trần Tín 7 năm, Thịnh Hảo 7 năm, Trần Tú 7 năm. Còn 4 Eva. Còn có 4 áo. Chị Eva Huỳnh ơi, em còn cho chị 4 áo nha chị ơi. Còn có 4 áo được không chị? Được. Dạ, yeah. 7 năm em hết rồi. Tại vì biết sao không? Thiết kế em mặc nhiều lắm luôn rồi. Em thích mặc mà cứ dạng hoa đều như vậy ở ngoài, các chị biết không có sao. Dạ yeah, ok tôi chị. Tôi tặng cao cấp. Cho lên đi mấy đứa ơi. Cho cái xào này mới lên cho chị nha. Còn màu này này chị lấy không chị? Đẹp lắm. 612 cho em, giá 80 ngàn một áo. Giờ chờ trải nghiệm vân sóng kim cương thiết kế thôi Tú ơi. Biên kinh 518. 612 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 612 cho em. Đừng có nói với em là mai mốt quay xe không chịu mua thì ám kim luôn nha, buồn đấy. Nhung Cẩn 612, Somori 612, Jessica Võ 612, Eva Huỳnh 5 áo 612. 1, 3, 5. Còn 6 luôn ơi. Thôn Tuyết Lê 612, Liên Phạm 612, Asia Chan 612, Lê Tâm 612. Còn có 2 thôi nhưng mà chúng này có 2 nè. Còn 2 nè. Thùy Vân 612. Còn 1. Lê Thị Nam 612. Chị ơi, em khẳng định luôn á. Em khẳng định luôn á. Em vẫn nói mà, em không biết là các số khác người ta bán là khắp của người ta như thế nào. Nhưng thật sự nha, em không nói các chị khác nhà em là khó, mà em dùng từ khó ở đây là các chị khó về mẫu mã. Vì sao? Vì các chị mua rất nhiều hàng rồi, chất nào các chị cũng đã có rồi. Có nhiều chị đến hàng ngàn áo rồi. Và có nhiều chị là các chị đã biết được cái cách làm sao để còn xử lý được một cái áo dài mặc đẹp nữa cơ. Nói chung là các chị gọi là, mình nói phổ thông, nói chuyện với nhau cho vui, gọi là quá sành điệu rồi đó các chị. Và hàng ngày các chị có thể theo dõi ít nhất là 3-4-5 cái like của những người khác chứ đâu phải riêng một mình bản thân em bán online cho các chị đâu. Và các chị thứ nhất nhìn mẫu mã là các chị đã có thể phân biệt và các chị có rất là nhiều kinh nghiệm để có thể mua được cái mẫu về mình mặc vào trong người mình đẹp. Thứ hai là cái chất vải đó nó có ứng dụng như thế nào và các chị còn phân biệt được hẳn là hàng có giống nhau hay không nữa cơ. Cho nên vì sao em có nói với các chị luôn là em nói hẳn với mối nhà em luôn là em làm ít nhưng mà đồ của em phải chất lượng. Chứ em không làm số lượng ồ ạt cho các chị nữa. Vì sao? Vì là chất lượng là phải có giá tiền của nó. Còn không thì đây mấy cái này em cứ mua về, em phục vụ các chị bằng cách là em chia lại cho các chị. Nếu chị nào mà không có nhu cầu mua những hàng thiết kế kia, còn không đặc biệt là cái này em chăm dự. Với giá này các chị không thể mua được, không thể mua nổi ở đâu được giá rẻ hơn được nữa. Em không bán phá giá nha. Lý do vì sao em quay xe với các chị mà em bán mango cho các chị 80 ngàn một áo thì em cũng đã trả lời rất là nhiều lần với các chị rồi. Là em năm nay là riêng bộ mango em vẫn sẽ lấy về bán cho các chị, nhưng nếu hoa đẹp
thì em sẽ lấy về, và giá này là giá em chia lại cho các chị mặc, chứ em không lời một cắt xu nào trong cái lụa mango này hết. Còn những cái hàng khác thì em vẫn sẽ phục vụ các chị. Còn cái này em không nói là nó không đẹp, nó rất đẹp và nó rất nhiều mẫu, nhưng cái nào đẹp em sẽ lấy về bán, còn không đẹp thì các chị ráng đợi em. Tại vì sao? Vì đẹp thì bán, không đẹp thì thôi. Thì các chị nhiều quá rồi, các chị ơi, có ai mà không có cái nào đâu. Chị nào cũng ít nhất bèo lắm trong tủ mười mấy 20 sấp. Có nhiều chị đến 4-500 sấp, có nhiều chị cả ngàn sấp vải rồi, chứ không phải là ít đâu các chị ơi, đúng không? Mẫu này các chị lấy thì cho em là đỗ quyên đỏ nha, 80.000 một vải áo các chị ơi. Vải em mặc hả? Vải em mặc không có hàng chị ơi. Các chị ơi, cho em đỗ quyên đỏ giá 80.000 một vải áo. Chị nào lấy thì các chị chốt đỗ quyên đỏ cho em nha các chị nhé. Nói trúng tim đen của các chị luôn rồi, nói đúng luôn á. Thật tần mà, các chị mua hàng nhà em thì em có lịch sử, các chị mua hàng đến cả năm 2 năm cơ mà, đâu phải ít đâu. Dạ, cái này em cắt là áo 2m hết rồi, không còn cắt lên. Đoàn Thị Thúy đỗ quyên đỏ, Đạt Phạm đỗ quyên đỏ, Thu Trần đỗ quyên đỏ, Mỹ Hiền đỗ quyên đỏ, Kiều Loan Năm đỗ quyên đỏ. Đỗ quyên đỏ cho em giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt đỗ quyên đỏ cho em nha. Chất vải mango này là đúng chuẩn hàng, nó gọi là hàng công ty ấy, là hàng đẹp nhất. Dương Phạm đỗ quyên đỏ 2 áo, Ngọc Hường đỗ quyên đỏ. Đỗ quyên đỏ cho em giá 80.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đỗ quyên đỏ cho em nha. Phạm Liên đỗ quyên đỏ. Chị ơi, mẫu này nè, màu bông vàng đó là comment giúp em mã số 518. Mẫu này nè, em đang nói là em sẽ may một cái. Trời ơi. Nguyễn Hoa đỗ quyên đỏ. Ở ngoài nó đẹp như là nhung luôn. Mặc với lại cái quần màu hồng dâu, ngày hôm qua em mặc cái áo của các chị mà em gọi là đen xanh. Trời ơi, xuất sắc luôn, dễ thương lắm. 80.000 một áo cho em, mã số 72, chất vải là cùng em gồm nha. 72 Phùa Liên đỗ quyên đỏ. Thuy Diệp 518. Phạm Thanh đỗ quyên đỏ. Thảo Nguyễn 72, Phúc Trương 72, Thảo Mai 72, Nga Nguyễn 72, Trần Tím 72, Nguyễn Thị Kim Tuyết 72, Nguyễn Hòa Bình 72, Somori 72, Thịnh Thảo 72, Trần Lục 72, Thúy Bùi 72, Thu Trần 72, Hồ Thị Loan 72, Phi Yến 72, Phương Liên 72, Hà Thúy 72, Dương Phạm 2 áo 72, Thôn Tuyết Lê 72, Kim Loan Đỗ 72, Tường Linh Nguyễn 72, Thúy Phạm 72, Linh Nguyên 72, Phương Ngô Thu 2 áo 72, Phạm Thanh 72, Thùy Trang 72, Trần Pháp 72, Nguyễn Hồng Hà 72, Tăng Trang 72, Huy Vũ 72, Lê Hồng Minh 72, Hằng Nguyễn 72, Thương Nguyễn 72, Nguyễn Thu Dung 72, Anh Trần 72, Liên Trần 72, Thúy Hồng 72, Mỹ Hiền 72, Tuyết Phạm 72, Lê Mai 72, Nguyễn Hoa 72, Bến Bắc Ninh 72, Mai Tuyết 2 áo 72, Phạm Trinh 72, Viên Thị Ánh Hồng 72, Yến Bạch Yến 72, Sinh Trần 72, Kim Loan Đỗ 72, Nguyễn Hậu 72, Thảo Nguyễn 72, Ngọc Tuyết 72, Hạnh Vân 72, Thúy Uyên Phạm 72, Nguyễn Thúy 72, Trang Nguyễn 72, Ngọc Tho 72, Liên Trần 72, Nguyễn Nhẹ 72, Phương Vũ 72, Bob Bi Ngô 72, 2 áo. Chị nào mà nhận được cái mẫu này của em ở ngoài á, mà các chị mặc đi không đúng như lời của em nói, các chị khỏi cần trả tiền cho em luôn. Ở ngoài á, nó như là nhung luôn, và nhận ở ngoài nó sẽ đẹp hơn 1.000 lần. Chị Son Nguyễn ơi, chị hỏi em là làm em tú lại cái ruột nữa rồi, đã nói là không có hàng chị ơi.
mà lịch theo lịch đặt á, theo lịch hàng đặt á, là hàng của Kim sẽ về trước, hàng của em là về sau nha. Hàng của Kim là sẽ về trước, hàng của em là sẽ về sau. Nếu mà theo lịch á thì là phải hết tuần này tuần tới nữa em mới có lịch bán hàng này cho các chị. Còn có thể trong tuần này là Kim có hàng nha các chị nha, còn nhà em là không có. Phạm Thanh Đỗ Quyên Đỏ, Thúy Hồng Đỗ Quyên Đỏ, Lê Mai Đỗ Quyên Đỏ, Nguyễn Hữu Đỗ Quyên Đỏ. 72 em hết ạ. Chị hỏi thật sự luôn, em sốt ruột lắm luôn đấy các chị, chứ bây giờ làm sao? Hàng là phải đi đường tàu. Mà đi đường tàu ấy, thì ít nhất là các chị cứ phải nhớ cho em là về sau. Mã số 518 nha chị Viện Hoàng. Nhập cảng xong rồi thuế má các thứ xong rồi mới lấy hàng ra được, thì ít nhất với các chị luôn là cứ phải nhớ cho em là 2 tuần đấy, cứ phải cho em là 2 tuần đấy chị. Cho cái đem Hải Linh Đỗ Quyên Đỏ. Đỗ Quyên Đỏ còn không hay con hết rồi. Vì trước tiên á, bây giờ em về là em chia cho mấy chị mối của mấy em trước. Những cái màu mà ví dụ như màu trắng, màu xám, màu xanh đen, màu đỏ, màu gạch, màu gì đó là coi như là em chia cho mấy chị mối của em trước. Xong rồi bắt đầu là em mới cắt lẻ bán các chị nha. Có hàng đâu các chị ơi. Nguyễn Xuân Đỗ Quyên Đỏ. Thôi bây giờ em nói Viện Hoàng 518. Em nói cái này nha, nếu thật sự các chị yêu mến em và nếu thật sự các chị có nhu cầu, và thêm một cái nữa, nếu thật sự các chị thích chất vải này của em thì các chị ráng đợi em nha. Nha các chị, ráng đợi em. Lấy cho Đỗ Quyên Đỏ nha. 518. Nha, ráng đợi em nha các chị. Giờ thương em thì đợi em, thích em thì đợi em, chứ bây giờ em chịu. Dạ ok chị. Này các chị ơi, một trong những mẫu mà cũng làm mưa làm gió dữ lắm luôn. Những cái mẫu như vậy này các chị này, nếu mà chị nào mua các chị nhớ để ý nha. Đa số là nó sẽ có ở trên này, nó sẽ có con hổ, con báo á. Các chị nhớ là mua những cái áo này, như những cái mẫu này các chị phải nhìn cho kỹ nha. Tại vì sao? Vì khi em lấy hàng cho các chị á, lúc nào ưu tiên của em á, những cái mẫu như vậy thì nó rất là trend. Nhưng mà những cái mẫu này thực tế là lấy từ bên hàng có thương hiệu qua, mà hàng có thương hiệu thì nó hay có con hổ, con báo. Cho nên khi em lấy những cái này cho các chị, em phải nhìn rất là kỹ. Và em phải dặn những người mối của em tuyệt đối con hổ con báo nào ở trong đây là sẽ không bao giờ em lấy. Tại vì sao? Vì em lấy hàng về cho các chị, việc trước tiên ưu tiên hàng đầu đó là may áo dài. Mà may áo dài thì không nên mặc có con hổ con báo ở trên áo. Còn nếu các chị không có nhu cầu may áo dài thì các chị may bất cứ một cái gì cũng được. Vì em là người Bắc và đặc biệt em là đi lễ đạo Công giáo thì tuyệt đối sẽ không mặc áo con hổ con báo ở trên áo dài nha các chị. Rồi, mẫu này các chị lấy thì chốt cho em là 461, giá cho em là 80.000 một áo, mẫu này đẹp lắm. Viên Thị Ánh Hồng Đỗ Quyên Đỏ, Phúc Chương 518. Một trong những mẫu hot cho em hiện bây giờ đấy các chị. 461 cho em, giá 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 461 cho em nha. Phi Yến 461, Phạm Quỳnh Anh 461, Phương Đỗ 461, Hoa Quỳnh Nguyễn 461, Ngọc Phương 461, Kim Chi 461, Anh Nguyên 461, Nhung Võ 461, Thúy Bùi 461, Thảo Nguyễn Thi 461, Nguyễn Hồng Hà 461, Thi Đoàn Hai Áo 461. Mẫu này đẹp lắm các chị, mẫu này rất là sang luôn. Ni 461, Nguyễn Ngọc Kim 461, My Hà 461, Sinh Trần 461. Áo ngực mặc áo dài có lên rồi chị Linh Lương ơi, chị lấy thì cứ áo ngực cộng số điện thoại cho em thôi nha chị. Anna Phạm 461, Kim Anh 461, Hương Khang Viên 461. Hai cái mẫu mà hai bông chân của cô em ra cô mặc để lâu rồi. Chị nào lấy thì các chị chuẩn bị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 461 cho em, giá là 80.000 một áo, chất phải là lụa mango nha các chị ơi.
Mê Phan 461, Oan Lê 461, Liên Trần 461, Phi Yến 461, Phương Đào 461. Thêm một mã mai nhí siêu xuất sắc này nữa luôn các chị ơi. Quý Ngọc Kim 2 áo 461. Các chị yêu em nhiều. Có phải trắng ngọc trai không Tú ơi? Dạ có Thần Miêu ơi. Trắng ngọc trai, em có trắng ngọc trai và có cả trắng Lê Nương áo ngực. Ngọc Trinh áo ngực. Coi Mai 461. 772 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 772. Thúy Vân Hoàng 461. Chưa 772 cho em. Vừa Liên 772. Liên Kim 772. Các chị nhận ở ngoài đẹp hơn ở trên line nhiều. Lê Huyền 461. Anh Trần 772, Thúy Phạm 772, Hồng Nhung Bùi 772, Trần Lục 772, Trang Nguyễn 772, Taxi Trần 772, Phi Yến 772, Nguyễn Hoan 772, Phạm Thanh 772, Huyền Thìn 772, Kim Anh 2 áo 772, Bi Ngô 2 áo 772, 772 là lục Anh Hoàng 772, 80.000 một mã áo nha chị. Thúy Bùi 772, Tăng Trang 772, Nguyễn Lan 772, Tố Nữ 772, Nguyễn Hương 772, Linh Nương 772, Hoàng Cúc 772, Lê Hồng Minh 772, Mến Bắc Linh 772, Khai Phan 772, Đoan Phương 772, Nguyễn Kim Doanh 772. Long Lê 772, Sinh Trần 772, Thắm Phạm 772, Đức Vũ 772. Em ướm trái cho các chị xem nha. Mắt. Nguyễn Huy 772. Giá chỉ có 80 ngàn thôi. Vàng trên sàn mã số 518 nha chị ơi. Nhưng mà các chị mặc cái hả, ở ngoài nó mềm và nó mượt cực kỳ luôn. Và áo em mặc em tạm thời không có bán nha chị ơi. Nghĩa Nguyên 772. Thu Hồng 772. Lê Thủy 518. Nan Chi 772. Lê Nguyễn 518. Lê Nguyên 772. Các chị có nhớ cái mẫu này tối ngày hôm qua em mặc không các chị? Kim Anh thêm một áo 772. Tối Trang Nguyễn 518, Anna Phạm 518, Trần Ti Gôn 772. Nguyễn Hương 772, Nghĩa Nguyên thêm một áo 772, Trần Châu 772, mẫu này các chị lấy thì chốt cho em là đen xanh nha các chị ơi. Dạ em tính các chị 100 ngàn một áo, riêng hàng này của em là tuyệt đối. Các chị nhận ở ngoài đẹp hơn cả ở trên line luôn. Và họ hoa văn này là các chị, là em lấy từ bên von của ABC qua em làm cho các chị ấy. Mặc rất là đẹp, đắm cho em đen xanh, giá 100 ngàn một mã áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đen xanh cho em. Dạ cảm ơn chị. Nga Nguyễn dạ, đen xanh ngọc trai là giá 100 ngàn một áo chị ơi. Ngọc trai nhà em Huyền Thìn đen xanh, Tốn Kiệt đen xanh. Đấy là tối qua em mặc này các chị nhớ không? Ngọc Hường đen xanh, Phúc Trương đen xanh, Nguyễn Hòa đen xanh, Nguyễn Hoa đen xanh, Phương Nguyễn đen xanh, Diệu Phước đen xanh. Đen xong cho em giá 100 ngàn một áo, chị nào lấy chị sẽ chốt đen xong cho em. Lê Thủy đen xanh, Lan Trương đen xanh, Thu Trần đen xanh, Phi Yến đen xanh, Diệu Loan đen xanh, Hồng Dung Phạm đen xanh, Huỳnh Kim Dung đen xanh, Thảo Nguyễn đen xanh. Và bên em miễn phí ship nha chị. Maria Nguyễn đen xanh, Nguyễn Liễu đen xanh,
Chị Sáu đen xanh, Nguyễn Hồng Hà đen xanh, Cẩm Lê Nguyễn đen xanh, Viên Thị Ánh Hồng đen xanh, Vi Hoàng đen xanh, Hương Đào đen xanh, Hà Thúy đen xanh. Dạ em chào chị. Quá đẹp. Em có đen tàn nữa. Dạ cũng 100 luôn. Em có đen vàng nữa, chị nào lấy thì các chị chốt đen vàng cho em, giá cũng 100 ngàn một vải áo luôn nha các chị ơi. Nguyễn Bích đen xanh. Còn màu đen của đồ đông bồ không? Còn cho cô cho một đen. Màu đen của Ngọc Tuyết đen xanh. Màu trắng kem luôn nha. Nguyễn Tuấn đen xanh. Lan Trương đen vàng. Hương Nguyễn đen vàng. Đêm Nguyễn đen vàng, Đạt Phạm đen vàng, Hồng Dung Phạm đen vàng, Nguyễn Thị Nhã Nhã đen vàng, Diệu Loan đen vàng. Dạ đen, đây là lụa mango chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đen vàng cho em. Em có cái màu hồng dâu mà các chị nhớ hôm qua em mặc mà em may cái quần không? Em bán cho các chị 3 màu nhé. Màu hồng dâu, màu trắng kem là em tính các chị giá là 80.000 một áo, chất vải là lụa mango. Một áo 2 mét là tương đương với lại một cái quần như vậy, các chị may là thoải mái. Còn riêng màu đen là giá 90.000 một áo nha chị. Phương Phạm đen vàng, vải áo muốn mặc bên em không chốt đơn ạ? À? Đây bỏ xuống luôn, hay băng. Cái này với cả cái đỗ quyên. Còn hai cái này cứ để. Thúy Hồng đen xanh và đen vàng. Đây các chị, là cái quần ngày hôm qua em mặc, tối ngày hôm qua em mặc. Cái này á, các chị mặc được cả những cái áo của lụa tơ tằm luôn, rất là sang. Mùa mango á, thì em thật tình với các chị luôn là người nhà nhà đều bán. Nhưng riêng lụa mango của em á, các chị mua được trước là cái lô này em còn lại là cái màu này. Còn đặc biệt luôn, vải nhà em rất dày, còn không có nói là tên gì hết. Cái này cứ gọi là mango đi cho nó đơn giản nhất có thể đi nha các chị. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng dâu. Giá cho em là 80.000 một áo, em miễn phí vận chuyển cho mình luôn. Còn các chị là mango thì chỗ nào cũng bán đúng. Nhưng mango nhà Tú rất dày nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Châu Phạm đen xanh và đen vàng. Bích Ngọc Trần La Ghi đen vàng. Còn bằng này hồng dâu cho em giá là 80.000 một áo nha. Nguyễn Xuân 518, Trần Châu 518, Trần Tiến hồng dâu, Ngọc Tuyết hồng dâu, Quỳ Sợi, Quỳ Sợi hồng dâu, Mây Hồng hồng dâu, Nguyễn Hồng Hà hồng dâu, Hà Dôi Hà hồng dâu, Vân Nguyễn hồng dâu, Thúy Dung Đào hồng dâu. Hồng dâu và trắng kem, chị nào lấy thì các chị chốt trắng kem cho em luôn. Dạ em chốt cho các chị cũng 80.000 một áo luôn. Còn riêng màu đen của mango là giá 90 nha các chị nhé. Vân Huyền Lê hồng dâu 2 áo. Trắng kem là giá 80 luôn nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng kem cho em luôn. Nên kim trắng kem. Thịnh Thảo hồng dâu, Ta Si Trần trắng kem. Bùi Hạnh Quyên trắng kem, Hồng Nhung trắng kem, Phi Hoàng hai áo trắng kem, Vũ Thủy hồng dâu. Màu đen là giá 90 nha các chị. Trần Tĩnh trắng kem. Màu đen. Lan Phương, Lan Phương bạch trắng kem. Đồng Hồng trắng kem. Kim Yến Huỳnh trắng kem, Ngọc Tuyết trắng kem. Chị Mai Nguyên Bộ, chị comment giúp em hai áo nha chị ơi. Mỹ Hiền trắng kem. Cùi Sợi thêm một hồng dâu. Phan Thị Ngọc Lệ hồng dâu. Hà Dôi Hà đen. Hồng Nhung đen. Hương Ngô đen.
Thành Phạm đen, Thịnh Thảo đen, Ánh Tuyết đen, Trang Phạm 2 hồng dâu, Loan Phương 2 hồng dâu, Đào Thị Thu Vân đen, Taxi Trần 2 đen, Vân Vi Thanh đen, Phương Đỗ đen 2 áo, Bế Ngọc Trần La Ghi 2 đen, Khả Như hồng dâu, Loan Phương 2 hồng dâu, Trang Thúy hồng dâu, Đoan Thanh hồng dâu, Đoan Thanh đen. Hồi nãy 518 còn 1. Đào An Lợi 518. Đen nhà mình còn Tan Trang đen, Đoan Thanh đen, Thanh Thúy đen, Ngọc Hường đen. Em gắp hết ra áo 2m, 2m hết rồi. Và Nga Lê trắng kem. Vải áo em mà không có chốt các chị ơi. Vải áo em mà không có hàng nha các chị nhé. Đen là vải lụa mango đấy chị. 518 em hết ạ. Đen giá 90 nha chị ơi. Còn trắng kem và hồng dâu giá 80 ạ. Hồng dâu, hồng dâu. Nguyễn Hồng Hà đen, Nguyễn Hoa đen, yeah, Nguyễn Nữ đen. Chắc có thể chỉ là khách cũ bây giờ mới nhìn lại tới em đúng không? Bây giờ mới vi có nhu cầu mua hoặc là chờ. Thu Dung lắm rồi không biết Tú đi đâu mất tiêu rồi, kiếm Tú không ra, giờ tự nhiên nhìn thấy Tú đúng không? Thu Dung hai đen, Nan Chi đen, Trần Tú hồng dâu. Nguyễn Hòa Bình đen. Mà áo Tú mà không có bán các chị ơi. Màu gì? Đen tổng bao nhiêu nữa? Phương Nguyễn mỗi màu 5 áo. Đen may quần áo dài có đẹp không á hả? Tân Xuân Nguyễn thì đen và trắng kem. Tình yêu ơi. Này cái này không bỏ vô trong một cái. Hà Lê trắng kem. Bỏ đi em nó. Em đang bán lụa mango nha chị. Mango nhà em các chị mà cầm ở ngoài các chị giật mình luôn, nó dày đẹp lắm. Bao nhiêu đen nữa? Oan Thiên 2 trắng kem. Tổng là 4 trắng kem. Tính em nhiều khi em cũng cảm thấy như là mình hơi bị như mình cổ hủ các chị, nhưng mà như vậy thì nó lại là có một cái chiều hướng hay là vì ở đây em muốn bán cho các chị. Em mà cũng phải rõ ràng, nhiều khi cứ lặp lờ em thích đâu các chị, và đặc biệt hơn là hứa là ai hứa với em cái gì mà không làm á, một lần hai lần mà em nói với các chị luôn á là em ghi mà trong bụng ấy. Còn nếu mà em đã hứa với ai rồi em chết sống thì em cũng phải làm, còn nếu không thì đừng có hứa các chị ơi. Cho nên em sợ lắm, em sợ về vấn đề hứa lắm. Vải đen là lụa mango giá 90, Trần Tigon đen, trắng kem với lại là hồng dâu là xin các chị giá 80. Anh Tuyết thêm 2 đen, Thiên Bút 2 đen. Tổng 5 đen đúng không? 5 hay 4? Phạm Thanh thêm 1 đen. Phượng Liên đen, Kim Yến Huỳnh đen, Nguyễn Sinh đen, Thảo Vũ đen, Kim Hoàn đen, Trần hai hồng dâu. Chị được áo ngực bên em còn. Cắt may liền, may đi chị. 23 cho em nha các chị nha.
cho một phòng cho 23 cho em, giá là 80 ngàn một vải áo các chị. Bình Yên nhé, trắng kem. Chị Trang Trần có hồng dâu rồi chị. 23 cho em, giá là 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Các chị ơi, áo ngực em đã like đầu like rồi. Nếu mà các chị muốn xem thì tí chút xíu nữa các chị xem lại like giúp em. Hoặc các chị có thể đặt vào tối nay lúc 20 giờ nhé. Vì bây giờ là lượt em bán phải rồi thì không có lấy áo ngực cho mình xem được nha tình yêu ơi. Ca Thi Đào hồng dâu 23 cho Hương em. Nguyễn 23, Lê Lương 23, Viên Thị Ánh Hồng 23, Tuyết Phạm 23, Dung Kim 23, Nguyễn Hương 23, Đỗ Nhung 23, Phúc Trương 23, Sinh Nguyễn 23, Phạm Thanh 23, Phương Hương 23, Nguyễn Hoa 23, Vân Vi Thanh 23, Nguyễn Mười 23, Hai Thanh 23, Nguyễn Thị Kiều 23, Quỳnh Như Đen, Ta Si Trần thêm một hồng dâu 23 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Chắc phải là lụa mango các chị ơi. Miễn phí vận chuyển cho mình nha tình yêu nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em. Mẫu này cũng vậy là không quen. Lê Huyền 23, Lan Phương Bạch 23, Ly 23, Trang Trần Trắng Kem, Nguyễn Tuyến 23, Hằng Nghiêm 23, Hà Dôi Hà 23. 463 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 463 cho em các chị ơi. Hào Nguyễn 23, Cao Thị Hạnh 23, Vân Lê 23, Tú Chi 23, Dương Thị Thân 23, hai áo. Tang Trang 463, Trang Nguyễn 463, Lê Lương 463, Phương Nguyễn 463, Liên Kim 463, Trang Nguyễn 23, Phan Cẩm Tú 23, Nguyễn Hữu 463. Bỏ cái 23 người này ra. Cho em giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 463 cho em các chị ơi. Chắc phải là Nguyễn Dung 463 có đồ co giãn, không có cần phải nót các chị. 463 em còn 3, chị nào lấy thì các chị chốt 463 cho em. Mẫu này em cũng nói đi các chị, ở ngoài của nó đẹp cũng là hàng hàng này. 227 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy Oanh cái... Phạm 463, Hải Linh 463, còn một. Phúc Trương 227, Trần Tĩnh 227, Ngọc Tuyết 227, Long Lê 227, ở ngoài đẹp lắm luôn đó các chị. 227 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 227. Nguyễn Xuân 463, Kim Oanh Vũ 227, Viên Thị Ánh Hồng 227, Hai Thanh 227, Huỳnh Phạm Minh Thư 227, Dương Thị Mỹ Cúc 227, Ly 227, Oanh Phạm 227, Hương Khánh Vinh 227, 463 hết. Đàm Huyến 227, 463 em hết rồi nha chị ơi. 227 cho em, giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì kết thúc 227. Khả Như 227, Phượng Liên 227, Lê Thị Trúc Linh 227, các chị nhận cái này ở ngoài mà không. Teresa Mỹ Dung 227, các chị khỏi cần trả tiền cho em luôn, nó đẹp lắm. Cái lập thể của nó, cái vân vân của nó pha rất là sang luôn. 227 còn. Thank you.
ơi nè, cái này em cũng còn ít lắm, chục áo nữa là hết sạch sẽ luôn. 78 cho em, giá có 80 ngàn một áo thôi các chị ơi. Phú Thịnh 227, Liên Phạm. Xin lỗi, 227 hết rồi. Hết. Tí nữa, 2 phiếu hả? 2 phiếu. Tí nữa kiếm 100 cái hàng lẻ đi, chị nghĩ là có. 78 cho Liên Phạm 227 nữa, em hết 227 cho em nha. Giá cho em 80. 227 em hết nha các chị ơi. Vân Lê 78, Ngai Phan 78, Lê Thị Hoa 78, Hoa Huynh 78, Tú Chi 78, Nguyễn Mỹ Nhung 78, Oanh Phạm 78, Ngân Hàn DV 78 hai áo, Cẩm Tú 78, Viên Thị Ánh Hồng 78, em hết 78 hả? Mẫu này em còn cũng 3 áo luôn nè các chị. Hôm qua em có bán buổi tối, hôm qua thì các chị đi đẹp lắm. 025 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em. Mẫu này chị nào mà có anh chồng đẹp đẹp trai may cho anh áo sơ mi các chị ơi, xuất sắc. 025 em có 1, 2, 3 áo thôi các chị. Là 094 Hồng Dương Phạm 025 Thúy Vũ 025 094 cho em giá 80 luôn. Nguyễn Hạnh 025, Anh Trần 094, Tâm Vũ 094. Ngọc Tuyết 094. Dạ một sắp tối chi 094. Dạ 2m khổ 1m6 nha chị. Tháng Quyết 094, Hồng Dung Phạm 094, còn 3, Phan Huyền 094, còn 2, Tạ Xuân 094, còn 1, Hoa Mơ Mai Thi 094. Một sắp là dài 2m khổ 1m6 nha chị nha. Mẫu này chị cho em là 89, giá cũng 80 ngàn một áo luôn. Mẫu này đang là rất là hot kem luôn á, chị thương lắm luôn đấy các chị. 89 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em, giá cho em là 80 ngàn một áo, chắc phải là lụa mango nha các chị ơi. Miễn phí vận chuyển cho mình luôn nha các chị yêu nha. Và em mặc là chất gì hả? Đỗ Thị Kim Ngân 89, Tâm Vũ 89. Các chị ơi, các chị yêu mến thì các chị ráng đợi đi. Chứ chưa có hàng đâu các chị. Nimi 89. Chín cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em các chị ơi. Mẫu này hôm qua em nói với các chị. Anh 289 chưa? Cho em 36 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 36 cho em các chị ơi. 89 89 thì em đang bán các chị từ nãy giờ là lũ mang. Hoa Huy 36, Tú Chi 36. Ở cái mẫu này dễ thương lắm luôn đấy. Ngân Hàn DV 36 hai áo, Hà Vũ 36, Lê Nguyễn Thi 36, Mai Nguyễn 36, Nguyễn Thị Kim Tuyết 36, Lê Hồng 36. Bích Thủy 36, Thúy Thúy 36, Trần Dung 36, Ngọc Hường 36. Tại vì vải này là em phải mặc cùng với chất vải của nó. Vân Lê 36, Phương Tùng Hà 36, Mộng Hà Vũ 36, Song Huy Nguyễn 36, Phường Võ Thúy 36, cho chị Căn Hòa không mua được á hả? Bây giờ em nói thiệt. Phương Trương 36, Đỗ Hạnh 36. Vía với các chị luôn, giờ chị có đào em ra kiểu gì em cũng không còn một cái áo nào em bán cho các chị hết á. Chị có tin không? Giờ các chị có đào em ra bao nhiêu em cũng không có bán các chị một mét nào luôn á. Nga Nguyễn 36, Quê Nguyễn Thi 36, Song Huy Nguyễn 36. Có đâu các chị ơi. Phan Thị Hương Ly 36.
Cỏ ba lá 89, Ngân Thúy 36. Một áo 36, một áo 89. 89. Chị kiểu gì chị hỏi em hạnh phúc em cũng không tỏ luôn chứ đừng nói. Các chị thấy chậu phía nhẹ của kém hàng chưa? Đây mẫu này mà không chốt đơn là uổng lắm đây. 145 cho em nha các chị ơi. Nhẹ 36 là một vải áo dài 2m của 1m6. Chị muốn may cái gì cũng được hết. Đặc biệt luôn là vải nhà Tú, các chị cứ vô là các chị may áo dài, còn các chị không may áo dài, nhu cầu sử dụng của các chị may bất cứ một cái gì cũng được hết. Một áo dài là 2m khổ, 90% vải là khổ 1m6 nha chị nha. 145 cho em, giá 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 145 cho em. Trời cái hoài này nó sao. Lê Lương 145, Phạm Thanh 145, Phương Ngô Thu 145, Nhung Nguyễn 145. Huỳnh Phạm Minh Thư 145, Mai Nguyên 145, Du Nguyễn Thị Xuân 145, Trúc Si 145, Mỹ Hiền 145, Hải Linh 145, Thôn Tuyết Lê 145, Thúy Phạm 145, Giang Nguyễn 145, Hương Ngô 145, Sinh Trần 145, Nguyễn Huyền 145, Nguyễn Nguyễn 145, Phạm Nguyệt 145, Viên Thị Ánh Hồng 145, Nguyễn Linh 145, Ngọc Tuyết 145, Khôi Ngoại 145, Hà Anh Bùi 2 áo 145. My Lê Nguyễn 145, Phạm Trinh 145. 145 còn 3. Hoàng Cúc 145, Lan Hòa 145, Trần Châu Châu 145 nữa em hết. Đẹp chúng không lấy tiền các chị mà mình mua. Cho em 735, em có một cái mã này các bạn, em không biết chị bỏ ra bán các chị. Đợi em 3 giây cho thay nhìn đẹp lắm các chị. Chị cầm men đen hoa xanh hoa vàng là mã nào em không có biết, em không có chốt cho chị đâu chị Quế Nguyễn ơi. Còn xa 145. Thảo Nguyễn 145. Bên em lên là có mã số nha chị ơi. Vậy thì bỏ cho được 20 cái đi. Mày đem xuống kia nó lại đánh một cái trẻ chỗ. Nền của nó màu kem nhưng mà cái lập thể này của nó ở ngoài nó là màu sáng rất sang nha. Các chị không phải lập thể màu đen đâu. Trâm Nguyễn 735, Kim Oanh Vũ 735, Hoa Quỳnh 735, Tâm Vũ 735, Ngân Thúy 735, Hồ Trinh 735, Nguyễn Tuyết Nhung 735, Quyên Nguyễn Thi 735, Tiffany Hoàng 735, Lê Lộc 735, Phan Thị Ngọc Lệ 735, Nguyễn Hoa 735, Nguyễn Thắng 735, Mỹ Hiền 735, Kim Yến Huỳnh 735, quần Ai Ai 735, Nhung Cẩm 735, Phạm Hải Yến 735.
quần nào em cũng có hết. Rosie B Nguyễn 735. Lâm Oanh 735. Nguyễn Thu 735. Dạ 735 giá 80 nha chị. Chắc phải là lúa mango nha chị ơi. Mẫu này các chị cho em là 712. Cái này nè, nếu chị nào muốn lại lẻ, các chị may cho em có cổ trẻ trẻ một chút, mình cắt liệu chút xíu nha. Chị nào mà có cái bắp tay nhỏ nhỏ con mà trắng trắng, các chị may cái tay con như vậy đẹp lắm này. 712 cho em, giá 80.000 áo. Lên Trần 735. Loan Trần 735, Nguyễn Nữ 735. Đỗ Thị Kim Ngân 712. Rất đẹp. Kim Yến Huỳnh 712. Hoa Huỳnh 712. Bảy một hai cho em, giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 712 cho em. Chắc phải là lụa mango nha các chị ơi. Dung Nguyễn Thị Xuân 712. Đứng thử cho các chị xem. Oanh ơi, em đi ra em nói cái cô mà lấy rác ở ngoài kia kìa. Là cô ơi, cô lấy thì cô lấy hết luôn. Cô bới ra tí nữa nó không khỏe ra, không được ngồi xe ở nhà thờ, nhắc nhở nhiều lắm luôn. Ngày nào cô cũng đến cô bới ra, cô lấy thì cô lấy hết luôn đi. Cô bới tung té ra sao mà cô để vậy, cô đi hoài luôn, chỉ để ý bao nhiêu lần luôn rồi. Ra nha, cố cái. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 712. Vân Trần 735. 722 7351 đúng không? Và cô lấy là cô lấy hết luôn. Tới tung tóe ra hôm vừa rồi nữa hả? Cha nhắc là nhà thờ mấy nhà ở dơ quá trời, mà mình có ở dơ đâu, toàn bị tới ra xong rồi là tung tóe tóe ra luôn. Em có mẫu này cũng xinh lắm nha. May áo lẻ đẹp nha chị Võ Thị Kim Dung ơi. Vài áo chúng mặc không có hàng nha tình yêu nha. Mẫu này các chị lấy thì chốt cho em 674 nha các chị nhé. 674 cho em, giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì đúng rồi. Nhớ là không bao giờ sai, tụi mày thuyết muôn đời đi thôi. 674 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 674 cho em nha. Ngân Lê 712. Giờ tới 674. Hà Vũ 674. Là Nguyễn 712. Lê Nguyễn 674, Nguyệt Bùi 674. Lương Nguyễn Trúc Vi 674, Đinh Hồng Liên 674. Mai Nguyễn 674, Thanh Thúy 674, An Tâm 674. Hồng Yến 674, Nhung Nguyễn 674, Tâm Vũ 712. Dạ em chào chị. Phương Võ 674. Dạ em bán vải. Em bán vải. Vải chị muốn may áo dài, may áo sơ mi, may áo đầm, may áo kiểu đều được. Một áo nhà em cắt là 2m cùng 1m6 nha. Mi Hà 674. Trần Nhìn 712. Đấy, vừa đi xuống phải kiếm đúng cái mẽ này lấy cho các chị. Cho lên cho cô. Đẹp lắm, không có hàng luôn. Giá có 80.000 một áo thôi chị ơi. Hoa nhí đen đỏ đẹp cực kỳ luôn. Ở ngoài đẹp như là nhung luôn ý. Em cho người đẹp nó đẹp như là nhung. Mà nhung nó có đẹp không? Nè các chị ơi, các chị lấy thì các chị chốt cho em là nhí đen đỏ nha. Dạ em tin các chị đúng 80.000 một áo thôi. Xinh lắm luôn á. Nè
Vậy áo mũ mà em không có chốt đơn đâu chị ơi. Nhí đen đỏ cho em, chị nào lấy thì các chị chốt nhí đen đỏ cho em. Này mà không lấy là em giá 80 thôi. Ừ. Trung Thị nhí đen đỏ. Trời ơi lâu lắm rồi với cả Nương Nguyễn Trúc Vi nhí đen đỏ, Nguyễn Hoa nhí đen đỏ, Lê Hồng Minh nhí đen đỏ, Linh Nguyễn nhí đen đỏ, Phương Ngô Thu nhí đen đỏ, Bình Yên Nhẹ nhí đen đỏ, Ngân Thủy nhí đen đỏ, Kim Oanh Vũ nhí đen đỏ, Nguyễn Thủy nhí đen đỏ, Nguyễn Ngọc nhí đen đỏ. Nhung không đẹp nhưng dễ thương thôi. Tuấn Kiệt nhí đen đỏ, Trúc Đình nhí đen đỏ, Hạnh Chơi nhí đen đỏ, Thảo Huyền nhí đen đỏ, Lê Nguyên nhí đen đỏ, Nguyễn Kim Doanh nhí đen đỏ, Huỳnh Phạm Minh Thư nhí đen đỏ, Nguyễn Ngọc Thơ nhí đen đỏ, Trâm Nguyễn nhí đen đỏ, Trúc Trinh nhí đen đỏ, Hương Thanh Vinh nhí đen đỏ, Hồng Phương nhí đen đỏ, Đinh Hồng Liên hai nhí đen đỏ, Nguyễn Hoa thêm một nhí đen đỏ, Nguyễn Sinh nhí đen đỏ, Phạm Thanh nhí đen đỏ, Nhung Nguyên nhí đen đỏ, Trang Thủy nhí đen đỏ, Thúy Bùi nhí đen đỏ. Nhí đen đỏ em hết ạ. Quá đẹp luôn á. Trời, đúng mà lựa là chưa có một chị nào gọi là có mặt mua hàng hàng ngày, nhìn hoa văn hàng ngày nhưng cũng nói đẹp một cái này sẽ đúng khu của mình luôn. Giá chốt đơn cho em là 80.000 một áo nha các chị ơi. Cho em 062 các chị ơi. 06 hả? Mấy đứa ơi, bằng đấy được rồi nha. Nha. Đừng treo nữa nha. 062 cho em bé bằng này là cũng xỉu ngang luôn rồi đấy. 062 cho em giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 062 cho em. Dù tích 062. Trời, cũng hay sang quá. Cũng hay sang quá các chị ơi. Ngôi Nhà Chung 062, Phạm Bình 062, Tiếu Đăng 062. Phạm Nguyệt 062, Nguyễn Hương 062, Trần Thùy 2 áo 062. Hải Linh 062. 062 cho em giá 80.000 một áo, chất vải là lụa mango, chị nào lấy thì các chị chốt 062 cho em nha. Chưa? Dễ thương lắm luôn á. Phân 62 là lụa mango luôn chị. 041 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 041 cho em các chị ơi. Giá cho em là 80.000 một áo nha các chị á. Kiều Nguyễn 041, Nguyễn Hoa 041, Kim Oanh Vũ 041, Phạm Bình 041, Tiếu Đăng 041, Phương Thánh Vinh 041, Đạt Thạm 041. Trang Thủy 041, Ngôi Nhà Chung 041, Jessica Ca Võ 041, Lê Lương 041, Kim Yến Huỳnh 041, Mây Hồng 041, Đan Bùi 041, Phương Khánh Viên 041. Phương Khánh Viên có rồi. Cái này hôm qua em bán cái gì màu tím nhưng mà hôm nay nó là màu à. Màu của nó hơi giống như là màu bọc vải nhung đó các chị. Thanh Liễu 041, Nguyễn Tuyết 041, nhí đen đỏ em hết rồi. 078 cho em giá 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 078 cho em các chị ơi. Nè. Thúy Thị Thanh Nguyễn 041, Hương Đỗ 078, Thúy Bùi 078, Phương Ngô Thu 2 áo 078, Nguyễn Dung 041. Em đang bán lụa mango nha chị Khánh Bảo.
Hành chương 078, đơn thanh 078, tin võ 078, chút si 078, hoa cao 078, Nguyễn Thi 078, nhà Mai Thanh Hòa 078, Thanh Thúy 078, Thúy Phượng 078, Ngọc Du 2 áo 078, Tâm Vũ 041. Trần Dung 078, Dung Nguyễn 078, Thắng Quyết 078. Đưa cái thạch thảo đỏ. Đây có cái thạch thảo đỏ này em tính luôn các chị, đúng là cái này em sẽ không bán các chị giá 70 đâu. Vì cái hàng này nó làm giống như tơ tằm, nó sẽ không có giá 70 đâu. Ngọc Mai 078 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt thạch thảo đỏ cho em nha. Thạch thảo đỏ cho em giá 80.000 một áo, chất vải là độ mango, miễn phí vận chuyển cho mình. Chất vải có độ co giãn, không cần phải lót phải gì hết các chị ơi. Cái này em có một áo sẵn sàng luôn, bây giờ mình mặc luôn là các chị chốt đơn ào ào luôn. Thạch thảo đỏ cho em. Còn có một cái không thấy gì đeo bỏ vô trong bụng cái bụng này nó luôn đi. Lê Nguyễn thạch thảo đỏ, Thịnh Thảo thạch thảo đỏ, Thu Anh thạch thảo đỏ, Phương Vũ thạch thảo đỏ, Hoa Huynh thạch thảo đỏ. Lan Trần thạch thảo đỏ, Thanh Đào thạch thảo đỏ, Đỗ Thị Kim Ngân thạch thảo đỏ, Phương Ngô Thu thạch thảo đỏ, Thanh Thúy thạch thảo đỏ, Đồng Hà 2 thạch thảo đỏ, Ngọc Cẩm thạch thảo đỏ, Hoàng Cúc 2 thạch thảo đỏ, Huỳnh Hồng thạch thảo đỏ, Hoa Trần thạch thảo đỏ, Thôn Thuyết Lê thạch thảo đỏ, Mai Nguyên thạch thảo đỏ, Trần Dương thạch thảo đỏ, Thơm Teresa thạch thảo đỏ, Đỗ Yến thạch thảo đỏ, Hoàng Kim 2 áo thạch thảo đỏ, Trúc Sinh thạch thảo đỏ, áo dài Đan Vân thạch thảo đỏ, Nguyễn Thanh thạch thảo đỏ, Thúy Bùi thạch thảo đỏ. Dạ để em kiểm tra đơn này cho chị Đỗ Liên Nguyễn Thi ạ. Đủ chưa? Đủ rồi. Đủ. Đủ rồi. Mẫu này là mẫu thạch thảo đỏ em hết ạ. Mẫu em treo từ nãy giờ, nếu chị nào để ý theo dõi thì nãy giờ sẽ thấy mẫu này là mẫu thôi. Thường đa số con loan gì là nó sẽ là nền xanh, nền đen đúng không? Nhưng mà cái này là nền xanh mà đã vậy nó là cái hoa mà cái màu năm nay của năm 2025 sẽ là màu kem, là màu cam bắp. 55 cho em, giá 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 55 cho em. Nền màu xanh đen nó sẽ khác biệt hoàn toàn với nền màu đen. Và cái hoa này đa số nó là hoa đỏ, nhưng mà là cái này là mẫu mới, là có nghĩa là 55 cho em, giá 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 55 cho em, chắc phải là độ ban nguồn. Kiều Nguyễn 55 2 áo. Trần Lục 55. Nhung Nguyễn 55. Nguyễn Tuyết Nhung 55. Phương Ngô Thu 2 áo 55. Ánh Tuyết 55. Nguyễn Quân Sài Gòn mới nhất ở chợ. Tâm Vũ 55. Kim Yến Huỳnh 5 năm, Lê Nguyễn 5 năm, Thanh Đào 5 năm, Lê Hồng Minh 5 năm, Thanh Hoàng 5 năm, Trần Huyền 5 năm, Hoa Trần 5 năm. Cho em giá 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 55 cho em nha các chị ơi. Nguyễn Nguyễn 5 năm. Lớn một chút đi các chị, đừng có sợ hoa lớn. Hoa lớn nhưng mà nó thiết kế cái mẫu mã của nó các chị mặc nó rất là đẹp. Chứ không phải là nhất định là phải là hoa nhỏ đâu. Hoa lớn mà nó lớn nó sặc sỡ, màu sắc nó mang không có tay cơ. Đây này,
Em có nói với các chị là năm tới này sẽ là năm của những cái màu như vậy nè. 902 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 902 cho em. Giá cho em là 80 ngàn một áo các chị ơi. Ủ hết tay. Cũng lần đầu là ủ tay. Thu Anh 902, Hồng Dung Phạm 902, Nguyễn Báo 55. Nhìn ở trên live các chị nhìn thấy này nó to, chứ không to đâu các chị, không có lớn dữ vậy đâu. Như em vậy đó, nhìn ở trong live em mập, là mập vậy chứ ở ngoài nó thiệt với các Nguyễn Tuyết Nhung 902, Phan Thị Hương Ly 902, Nguyễn Hương 902, Đỗ Yến 902. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 902 cho em nha. Giá cho em là 80 ngàn một áo, chất vải là lụa mango nha các chị ơi. Cái này em, các chị có nhớ cái mẫu này em có nói với các chị không? Em còn hai bịch nữa, giờ mà cái em may em mặc phát một nó mới sạch sẽ. Trần Thị Liên Hương 902. Phạm Hoàng Yến 902. Mẫu này chị cho em là 73. Trắng đen trên xào cho chị nhé. Mua trên xào lấy nè. Cái đó là hoa màu trắng, phải trắng đen đâu chị. 73 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em. Hoa hai đầu, ví dụ chị nào mà không thích may cái này, may áo dài ấy, các chị may đầm cũng xinh cực kỳ luôn á. May đồ bộ cũng đẹp luôn. 73 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì Trần Dung 902, Mỹ Hiền 73. Tiếu Đăng 73, Mây Hồng 902, Phúc Trần 73, Nguyễn Nguyễn 73, Nguyễn Thị Tuyết Vân 73, Đỗ Thị Kim Ngân 73, Nguyễn Hương 73, Thúy Phục 73, Nguyễn Thị Hồng Loan 73, Thu An 73, Nguyễn Mai 73, Hoa Thảm 73, Tà Bé Nguyên 73, bảy mươi ba cho em, giá 80 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt. Lê Nguyễn 73, hoa đơn giản đẹp luôn. Phan Thị Hương Ly 73, gì à? Chút Sinh 73, Nhàn Đỗ 73, Bảo Bình 73, Chi Phạm 73, mấy cái trắng đen ở dưới cho lên hết luôn. Tâm Thanh 73. Dạ bên em miễn phí ship nha chị ơi. Hồng Dung Phạm 73. Mẫu này chị cho em là 167. Hoa Phạm 73. 167 cho em, giá là 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 167 cho em nha các chị nha. Phạm Yến 73, Vi Lê 167. Mỗi ngày hôm qua em bán mấy chục áo rồi đó, giờ còn bao nhiêu em bán các chị cũng hết đó. Không có cần phải lót phải gì hết đâu các chị, đẹp lắm luôn, không có mỏng luôn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 167 cho em các chị ơi. Ngọc Lan 167, giá 80 ngàn một áo, có độ co giãn, không cần phải lót phải gì hết các chị. Thanh Liễu 167, Mỹ Diệp Đỗ 167, Nguyễn Ngọc Lan 167, cho em giá 80 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị. Thay Nga 167, còn các chị khoảng 10 mẫu nữa đây em chứ. Là cái hoa ta phai to nó tỉnh luôn. 845, 845 cho em, giá 80 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 845 cho em. Tại sao ai cũng hỏi
Hoài Chê Nguyễn Thi 167 và 73. Tiếu Đan 845. Diệu Tích 2 áo 845. Trần Ngọc Quỳ 845. Nguyễn Ngọc Lành 845. Ái Thu chưa 167. 845 cho em giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 845 cho em các chị ơi. Nguyễn Thái Mỹ 845. Đây 28. 28 cho em giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 28 cho em nha các chị ơi. Em ướm là lúc nào cái áo của em các chị cũng thấy đấy, là nó vừa tầm với cái người của các chị luôn, chứ không bao giờ em ướm nó toàn toàn dưới đất hay là nó suốt ở trên trời cũng không có. Cho nên các chị khi may lên là em ướm như thế nào là các chị sẽ may lên như xe như vậy luôn. Thay nghĩ đỏ đen hết lâu rồi chị. 28 cho em giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị Tâm Vũ 28, Chi Phạm 28, Nguyễn Mai 28. Mấy mẫu này mặc là bao chia quý vị. 28 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 28 cho em nha. Trang Trần 28, Mai Nguyễn 28, Thuy Đăng 28. Tâm Thanh 28. Kim Anh 28. 424 cho em giá 80 ngàn một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 424 cho em luôn các chị ơi. 28 còn 4. Em thôi thì được xem lại like cái màu xanh lông tông của mình đang được không? Tiêu Đăng 424 luôn. Diệu Tích 424. Phan Thị Hương Ly 28. Bốn hai bốn cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 424 cho em các chị ơi. Giá cho em là 80 ngàn một áo nha các chị nha. Tuyên Nguyễn 73. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 424 cho em. Mã này hoa mà đỏ đô xin ơi là xinh quá. 02 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 02 cho em. Nền thì màu đỏ đô mà cái hoa này là màu da rất là sang nha. Không có phải là đỏ che đỏ chét đâu các chị. 02 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 02 cho em. Tiếu Đăng 02. Bùi Thảo 28. Thịnh Thảo 02. Như Nguyễn 02, Kim Yến Huỳnh 02. Dạ đủ chị. Không hai cho em, chị nào lấy thì các chị chốt không hai cho em. Dung Nguyễn 28. 28 còn 1. Nguyễn Hà My 02. Nguyễn Ngọc Thơ 02. Đen trắng, nhưng mà cái này không phải đen trắng mà là đen sáng. Hai hồng bây giờ đen. Hoa Trần 02. 221 cho em, các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 221 cho em nha. Giá cho em là 80 ngàn một áo của em. Thời Trang Nguyễn Thi 02. Các chị ơi, 221
21 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 221 cho em nha các chị nha. Tiểu đăng 221, Diệu Tích 221, Nguyễn Thị Nhi Thanh 221, Kim Xuân Hồ 221, Nguyễn Tuyết 221, Nội Hoàng 221. Hoa ngoài đó là màu xám, tại là màu đen thôi, màu màu trắng rồi các chị. 221 cho em, giá 80, chị nào lấy thì các chị chốt 221. Mẫu nào em cũng sẽ lên hết cho các chị mua. Chú Nguyễn 221 cho em là 796. 796 cho em, giá 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 796 cho em. Chắc phải là lụa mango nha các chị ơi. Nguyễn Linh 796. Cái hoa này giống cái hoa của hàng mà lụa nhập ấy. Giá 180. Phan Thị Hương Ly 796. 796 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 796 cho em nha. Kim Đấu 796, Thu Hương Xuân. Phạm 796, Vũ Hương 221, Nguyễn Mai 796, Mỹ Diệp Đấu 796. Mẹ này chị lấy thì chốt cho em một chữ duy nhất là nhí thôi. Không đẹp không lấy tiền luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Lê Chiến Ba áo 221, Nguyễn Thị Nhi Thanh nhí. Đúng rồi. Lê Hồng Minh nhí. Huệ Chi Nguyễn Thi nhí. Cẩm Tú 221. Anh Trần nhí. Thu Hương Phan nhí. Phạm Trinh nhí. Các chị muốn mua lụa vân sóng không các chị ơi? Vân sóng màu cho đi các chị. Em lướt cho các chị luôn. Thuy Trần nhí, Võ Muội nhí, Hai Xu Nguyễn nhí, Phan Thị Hương Ly nhí, Nguyễn Thị Hồng Loan nhí, Bế Hoài nhí, Thôn Tuyết Lê nhí, Lệ Thủy Nguyễn nhí, Mây Hồng 221, Đàm Huyến nhí. Huỳnh Phạm Minh Thư nhí. Nhung Nguyễn nhí, Thúy Phượng nhí, Huỳnh Phạm Minh Thư nhí, Nguyễn Lê Thanh Hằng nhí, Mimi Bin Bin nhí. Hình như hôm nay có 28 thôi đúng không? Nguyễn Thị Huê nhí. Tắm thử không? Có rồi. 101 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 101 cho em. Giá cho em là 80 ngàn một áo. Chắc phải là đụng mango các chị ơi. Lấy cái màu cam của chị mặc nó còn không? Đoan Thanh 101, Phương Anh 101, Đinh Teresa 101, Tiểu Đăng 101, Dung Nguyễn 101, Lê Nguyễn 101, Thu Hương Phan nhí 2 áo, Hồng Hà 101, Mỹ Hiền 101, Hoa Huy 101, Nguyễn Thái Mỹ 101, Mỹ Ngọc 101, BT Trần 101, Nguyễn Thị Thanh 101, Nguyễn Thị Kim Ngân 101, Mỹ Diệp Đỗ 101, Trần Lục 101, Nguyễn Thị Hồng Loan 101. Ngọc Tuyết 101. Linh Kim 101, Xuân Hà 101. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 662 nha các chị ạ.
em giá 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em. Hương Vũ, Vũ Hương 662. Mẫu này mai gì quên mất tiêu. Hai này chụp hình đẹp lắm. Tiếu Đăng 662, Tạ Bế Nguyên 662, Ngân Hà 662. Ngân Hà 662 hai áo. Phạm Mỹ Dung 662. Đúng không? Dạ. Cái chị gì Ngân Hà hai áo nè. Áo mẫu mặc bên em không có chốt đơn rồi à? Rồi bán tặng các chị ba mẫu này đi. Đây lấy cái này nhí xong em bán tặng các chị luôn. Giá 80.000 một áo là đã rẻ lắm luôn rồi đúng không? Bán tặng áo ba này. Mấy cái này các chị không lấy được là em cắt luôn nha. Đây. Mua về mà may mà mặc cho em Tết nhất đến nơi rồi các chị ơi. Còn có mấy tháng nữa là Noel. Và Noel xong một cái là năm nay. Trời ơi nó nhanh lắm luôn. Các chị lấy thì chốt cho em nhí xanh ngọc. Bán tặng cho các chị giá 60.000 một áo. Rồi có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Hết luôn. Cho các chị về mãi muốn mang cái gì thì may. Ngân Hà DV 1012 áo nhí xanh ngọc cho em giá 80.000 một áo, chắc phải là lụa mango. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí xanh ngọc cho em. Xin lỗi 60. Cho cái bên sóng màu sơn ấy, cho toàn màu tối lên cho cô không, không lấy được sáng. Phạm Bình nhí xanh ngọc, Hà Xu Nguyễn nhí xanh ngọc, Hạnh Linh nhí xanh ngọc, Phạm Khánh Vân nhí xanh ngọc, Vinh Phan nhí xanh ngọc, Thùy Trang nhí xanh ngọc, Kim Yến Huỳnh nhí xanh ngọc, Lan Khanh Trương nhí xanh ngọc, Mỹ Linh Phạm nhí xanh ngọc, Huy Vũ nhí xanh ngọc, Trần Dung nhí xanh ngọc, Vân Trần nhí xanh ngọc, Nhất Tiên Ca Võ nhí xanh ngọc, Như Nguyễn nhí xanh ngọc, Võ Công Chiến Vũ nhí xanh ngọc, Thân Thị Trâm nhí xanh ngọc, Ánh Tuyết nhí xanh ngọc, Thanh Thúy Phan nhí xanh ngọc, Dư Liên nhí xanh ngọc, Trần Lan nhí xanh ngọc, Nguyễn Vân Kiều nhí xanh ngọc, Tạ Bé Nguyên nhí xanh ngọc, Lâm Ly nhí xanh ngọc, Lan Nguyễn nhí xanh ngọc, Huỳnh Như nhí xanh ngọc, Đỗ Thị Kim Ngân nhí xanh ngọc, Đăng Thủy nhí xanh ngọc, Ái Mai nhí xanh ngọc, Oan Thiên nhí xanh ngọc. Nhí xanh ngọc em hết ạ. Mẫu này các chị chốt cho em là mã số 33, giá chốt đơn luôn cho các chị, giá luôn là 60.000 một áo luôn. Chọn cho em là mango luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 33 cho em. Huy Vũ 33, Thủy Trang 33, Diễm Lê 33, Trinh Trần 33, Tiếu Đăng 33, Nhung Nguyễn 2 áo 33, Hoa Trần 33, Ánh Tuyết 33, Hoàng Cúc 2 áo 33, Bin Bin 33, Dương Liên 33, Thu Tĩnh 2 áo 33, Loan Mai 33, Trang Thúy Lưu 33, Trần Dung 33, Nhi Cao 33, Duyên Teresa 33, Liên Nguyễn 33, Lý Trần 33. Vài áo mẫu mà em không có chốt đơn các chị ơi. Dạ chị Ngọc Lan, chị Khắc mới comment giúp em thêm số điện thoại nha chị. Lý Trần thêm một áo 33, Tiến Hòa 33. Và mã này các chị chốt em 54 là mã cuối cùng, giá là 60.000 một
Lan Khanh Trương 54, Lê Nguyễn 54, Tăng Cha 54, Thân Thị Trâm 54, Lê Nguyễn 54, Vinh Phan 54, Jessica Võ 54, Ai Nguyễn 54, Lê Hồng Minh 54, Vũ Hương 54, Kiều Nguyễn 2 áo 54, Ngọc Tuyết 54, Lan Trương 54, Quốc Trương 2 áo 54, Lê Thủy Nguyễn 54, Lâm Ly 54, Hoa Trần 54, Trần Dung 54, Thảo Tiên 2 áo 54, Chi Trần 54, Thùy Trang 54, Thu Hường 54, Thanh Trang 54, Hồng Hà 54, Viên Thị Ánh Hồng 54, Nguyễn Thị Hồng Loan 54, Tiếu Đăng 54. Nguyễn Văn Kiều 54, Thúy Phạm 54, cái bill cuối cùng chị chưa đọc, cái bill cuối cùng chị chưa đọc Bảo Bình. Cương Nguyễn 54, Bảo Bình 54 nữa em hết. Rồi, sai rồi. Đó, còn cái là dưới chân bé. Ba ba. Ba ba. Các chị ơi, Vân Sóng đẹp. Dạ, để em kiểm tra lại cho chị xem Anna. Các chị ơi, Vân Sóng lấy đi. 150.000 một áo, đẹp mũi mẽ luôn. Em mới may một bộ màu nhà em gọi là màu màu vàng rêu đây này. Tối em sẽ mặc nha. Em mặc tối em mang cái kiềng mà em chụp hình ở trong đường ăn cách kia, chụp em đeo cho cách kia. Chưa cần mặc mà em chỉ thấy nó phẳng này, từ trên xuống dưới luôn. Chị thấy không? Còn dự trù là em bán đồng phục sẽ năm nay là đủ 5 số luôn, chốt phần luôn các chị ơi. Màu em mặc này các chị không có đâu, màu này đẹp lắm. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là nhà em gọi là màu cam thôi. Em có cả màu cắm dán kìa, chị nào thích cắm dán thì lấy cắm dán thôi nha. Các chị ơi, giá có 150.000 một áo thôi nhưng mà thật sự nha, chất vải thật, ai mà nhận đồ đẹp đều thích lắm lắm luôn. Mát, có độ co giãn, đặc biệt luôn là chất này em bao chị mặc vào sắp sửa vào mùa đông ok lắm luôn, không hít vào trong người luôn nha các chị. Có hồng phấn nha chị, chị Thúy Thu Anh Phạm đây, hồng phấn nha. Hôm nay chị lấy thì chị chốt kem cho em, và nếu mà chị nào may nguyên bộ thì lấy giúp em 2 áo nha. Màu này mặc là siêu trắng da luôn, các chị xem lắm. Kem cho em giá 150.000 một áo, chắc phải là lụa Vân Sóng nha các chị. Còn các chị gọi nó là lụa gì thì kệ các chị, em thì em gọi là Vân Sóng. Trần Thu Cam, một áo bên em cắt là 2m khổ 1m6 nha chị. Nguyễn Lê Thanh Hằng cam, Trần Lan cam, Kim Yến Huỳnh cam. Cho chị một áo nữa, xong rồi mai cho chị có cổ luôn để chị mặc cái dài luôn. Có cổ cái dài cho chị. Cam cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cam cho em. Cam trên này chị cam còn. Đây chị nào hỏi em hồng phấn lấy luôn đi các chị ơi. Nguyễn Thị Thanh cam 2 áo, Bích Ngọc Trần La Ghi cam, Ngọc Tuyết cam một bộ, em lấy 2 áo nha chị. Mềm nhưng mà dày, đặc biệt luôn là vải này á. Giá tiền nếu so nay hiện bây giờ các chị đang mua hàng trơn giá 100 mấy chục ngàn, chất phải dùng từ là đủ đạt tiêu chuẩn 5 sao luôn đó các chị. Mà đặc biệt nữa là sắp sửa hết tháng này, tháng tới nữa là vào mùa lạnh. Mùa lạnh các chị sẽ đi kiếm vải dày đúng không? Không hít vào trong người luôn. Hiền Tâm cam 150.000 một vải áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em, chắc phải là lụa Vân Thu Anh Phạm hồng phấn bộ, em lấy 2 áo hả? Đẹp lắm chị.
học phấn cho em, chị nào lấy thì các chị chốt học phấn cho em nha các chị, đẹp quá trời luôn. Phạm đoàn cánh gián. Cánh gián là màu nào? Cánh gián là màu tối ngày hôm qua em mặc ấy, nhưng mà em mặc là nó là có kim cương gold, còn cái này nó là trơn này chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cánh gián cho em nha. Áo cánh gián mà chị không thích chị phối với quần màu hồng phấn, em thấy cũng đẹp lắm luôn. Maria Hồng Nguyễn hồng phấn. Thiền Trần Thị Minh cánh gián hai áo. An Nguyên hồng phấn. Nguyễn Lê Thanh Hằng cánh gián. Lệ Hà cánh gián. Thoa Phạm cánh gián. Đăng Thúy cánh gián. Nguyễn Quý hai áo cánh gián. Emmy Thúy Mai cánh gián. Nguyễn Thanh cánh gián. Bích Hoàng cánh gián. Huỳnh Loan hai cánh gián. Ngọc Tuyết hai cánh gián. Ngọc Tuyết bỏ lại cái cục đây. Nguyễn Hồng hồng phấn. Lan Nguyễn cánh gián. Hoa Phạm hai cánh gián. Màu này chỉ cho em là màu tím than. Màu này chị cho em là màu tím than, chị nào lấy thì các chị chốt tím than cho em. 150.000 một áo, miễn phí vận chuyển cho các chị luôn. Giờ chẳng lẽ may đủ màu cái hàng này nữa các chị. Nhưng mà để em coi coi. Em có cỡ khoảng từ gần 10 màu thôi, nhưng mà cái này nó có đến 40 màu lận nha các chị. 40 màu lận á. Doãn Kim Yến cánh gián. Tím than cho em, chị nào lấy thì Nguyễn Hồng tím than cho em các chị ơi. 150.000 một áo, chắc phải là lụa vân phẩm. Linh Trương Thúy Thúy cánh gián. Đặng Thủy tím than. Mà mặc là đẹp tiêu chuẩn 5 sao luôn đó các chị. Mà giá còn trăm mấy chục ngàn áo mà. Chị nào lấy thì các chị chốt tím than cho em nha. Mà màu này Nguyễn Sơn Hải tím than. Nguyễn Thị Thanh cánh gián. Bạn Phong giao chứ, bạn Phong mà giao mà em mặc là em nói các chị là các chị sẽ chốt màu này hơi bị nhiều luôn, có khi hết lô. Thế Hồ Anh Phạm tím than. Một xanh rêu đẹp lắm. Các chị ơi, xanh rêu cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xanh rêu cho em. Màu này em khuyên Nên tê đê xa tím than. Đừng. Nên may nguyên bộ nha các chị nha. Nên may nguyên bộ, đừng có may áo. Lúc nào lấy cái quần này ra mặc với những cái áo khác cũng rất là đẹp. Còn này là em khuyên là các chị nên may nguyên bộ. Còn nếu các chị thích lấy cho em ra cái quần trắng mặc siêu sang luôn. Hương Ngô tím than. Phạm Khánh Vân xanh rêu. Hoàng Cốt xanh rêu hai áo. Phương Đăng cánh gián hai áo. Nguyễn Sơn Hải xanh rêu. Nguyễn Cốt tím than. Viên Thị Ánh Hồng hai xanh rêu. Ngọc Tuyết hai xanh rêu. Đoàn Hồng xanh rêu. Dạ em chưa có chị Hà Lê ơi, khi nào có em thông báo cho chị liền. Em tăng cường một ngày em like 3 like luôn cho các chị mua. Nhớ em tăng cường like một ngày 3 like luôn. Và em sẽ cố gắng chống cái mắt của em lên là 10 giờ. Em ví dụ em muốn bán hàng cho các chị lúc 11 giờ là em phải dậy từ lúc 8 giờ. Lúc rồi các chị ơi em tắm rửa rồi. Nói chung là vệ sinh cá nhân là em nói các chị bèo lắm là phải 2 tiếng. Nếu mà ai mà đợi em được thì đợi, còn không đợi được là em nói các chị ngày nào em cũng bị chồng em nhặn hết á. Lan Kim xanh rêu. Thoa Phạm xanh rêu. Nguyễn Thị Hồng Loan xanh rêu và tím than. Thoa Phạm chị ra kia bạn. Dạ 150.000 Thoa Phạm ra chị ơi, đây màu này là màu mới này chị. Màu da cao cao đẹp lắm. Các chị ơi, da cao cao cho em giá là 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt da cao cao cho em. Các chị biết không, ví dụ như em đi đám vào lúc 6 giờ chiều vậy thì em bán hàng các chị xong là 3 giờ đó,
là có khi 6 giờ rưỡi em mới ra khỏi nhà. Cát bụi cán dán lê ca cao. Ca cao đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Ca cao cho em là màu mới đấy các chị. Ca cao này là ca cao da ca cao nó, mình, nó không phải nâu đen đâu. Nó là thuộc dạng nâu nhưng mà nó không nâu đen như là màu quảng kim đâu các chị. Các chị ơi, màu này mà em tưởng tượng mà phủ vàng gôn lên thì ối dồi ôi, nó đẹp lắm luôn á. Dạ, để em kiểm tra đơn này cho chị Tú Vân Trần ạ. Ngân Thúy xanh rêu 2 áo, biển xanh ca cao. Cái này là em đỡ rất là nhiều nhân công mà phải cắt ủi cho các chị. Không phải lo. Rồi này, chốt đơn thêm cho chế này là luôn. Có cổ tay dài cho chế nha. Nha. Có cổ tay dài cho chế luôn, một bộ luôn. Ai may cũng được, phong cũng được, viên cũng được, nói chung ai cũng được hết. Ghi nguyên bộ đi. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu màu đỏ lô. Nguyễn Lan ca cao 2 áo. Các chị ơi, đỏ đô cho em giá 150.000 một áo, 300.000 một bộ, tính ra mới có bằng tiền một cái áo ăn kim. Đỏ đô cho em, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Anna Phạm ca cao, Trần Huyền đỏ đô. Đỏ đô chị thích phối, chị phối thêm cho em cái quần màu hồng phấn, dễ thương lắm. Cực kỳ dễ thương luôn. Cứ để sẵn cái gì cô nói men lên, em cứ từ từ bình tĩnh. Quá trời quá đất đẹp luôn các chị. Và màu này chị lấy thì chị chốt cho em là màu xanh đen, không vội vàng vì cái này bán rồi. Nguyễn Lê Thanh hàng đỏ đô và hồng phấn. Đúng rồi, chị mặc bộ này đi chị. Chị mặc bộ này mà chị mặc lên xong rồi là chị sẽ tự cảm nhận được là ừ, đúng là Tú cũng có một chút xíu gì đó, đó gọi là phối màu cho khách, gọi là ok đấy. Đấy. Gọi là kinh gì? Kinh nghiệm à? Kinh nghiệm, à, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đó. Đúng không? Em đọc đúng không? Các chị hay đọc sai. Xanh đen cho em các chị ơi. Hình như chị thấy Tú thích mặc áo dài hơn. Đúng rồi. Dạ, cắm dán hả chị? Cắm dán chị phối cho em quần màu, một là vàng trăm nếu chị thích nổi nha. Hai là chị mặc cho em quần màu vàng mỡ gà. Xuất sắc. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu xanh đen các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. Nói chung là cái gì em cũng thích hết á. Cái gì em cũng thích hết á. Nhưng mà nếu để mặc áo dài thì các chị sẽ cảm thấy là em tự tin nhất trong tất cả các loại mà em mặc trang phục đấy. Xanh đen cho em, chị nào lấy thì các chị chốt. Nguyễn Huy đỏ đô bộ em lấy 2 áo nha chị. Màu xám. Nguyễn Phượng đỏ đô. Màu này chị cho em là màu xám nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em. Hoàng Hàng đỏ đô bộ em lấy 2 áo nha chị. Mà em mặc áo dài, em nói với các chị chưa bao giờ em tính thì em vẫn là em một câu nào hết. Nhưng mà em mặc đầm đắm rất đầm. Đặc biệt là em mà mặc đầm mà cứ hở hở lắm nghe liếc lắm. Không thể thích. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu xám. 150.000 một áo chứ phải là lụa vân sắm nha các chị ơi. Rồi cho mình màu màu vàng mỡ gà lên đây đi nhỏ ơi. Sương phan xám. Tết cái màu đen nữa. Với lại màu xanh của cái màu cải chua của cô hay gọi là vàng kêu bỏ lên luôn. Đây chị phối quần này. Tiếu đang xám. Chị phối quần vàng mỡ gà này cho em. Cái màu này là các chị mặc được tất cả các áo cho em luôn nha. Ở ngoài rất đẹp. Chị đắn cho em vàng mỡ gà nha các chị. Một áo xám đúng không? Thu Tịnh đỏ đô.
Còn màu này là màu xanh cổ vịt, em cũng có sẵn luôn. Nguyễn Lê Thanh hàng vàng mỡ gà. Em sử dụng là nhiều nhất luôn. Chị nào lấy thì cái chị chốt vàng mỡ gà cho em. Lan Pham đem. Lê Hà vàng mỡ gà. Đinh Tê Đê Sa vàng mỡ gà. Nguyễn Son hai xanh cổ vịt. Đây xanh cổ vịt này các chị. Ngoại bà vàng mỡ gà. Xanh cổ vịt đẹp. Xanh cổ vịt hẹn thôi mặc lần hai lần thôi các chị. Trời ơi em tưởng như ngày hôm qua em về nhà em trắng hết mặt, em mệt em không ăn cơm được luôn. Đàn hồng xanh cổ vịt. Nhiều chị sẽ gọi nó là màu cải chua nhưng mà em gọi nó là màu vàng rêu nha. Uyên Lê đen. Đen đây chị ơi. Xuân Hà hai xanh cổ vịt. Anna Trần đỏ đô. Nguyễn Lê Thanh hàng đen. Nguyễn Sơn hai vàng rêu. Sương Phan vàng rêu. Hoa Nguyễn hai đen. Bên em đang bán lụa Vân Sóng giá 150.000 một vải áo nha chị. Màu này em vẫn nói với các chị là em cũng thích, các chị may nguyên bộ đi. Trời ơi nó đẹp lắm. Hồi trước cái màu này của bên Phi Ban Mân em gọi là màu gạo lứt đó các chị. Lắm. Các chị ơi nó có trắng nha, nó có trắng kem và nó có cả màu trắng ngọc trai nữa đó các chị. Viên Thị Ánh hồng vàng rêu và xanh cổ vịt. Thi Dung hai vàng mỡ gà. Xanh cổ vịt. Vàng mỡ gà. Anna Trần vàng mỡ gà. Thùy Trang Nguyễn vàng mỡ gà. Màu này chỉ cho em là màu gạo lứt nha. Đẹp lắm. Xuân Chi Nguyên gạo lứt. Kim Thanh vàng rêu. Màu trắng ngọc trai chứ không phải lụa ngọc trai đâu nha. Màu trắng ngọc trai và màu trắng kem. Chắc phải là lụa Vân Sóng, giá là 150.000 một áo nha các chị nhé. Trang Nguyễn gạo lứt. Gạo lứt đẹp lắm. Gạo lứt hay nguyên bộ đấy chị Trang Nguyễn ơi. Cái này mà mặc mà đeo kiểu thì sang vô đối luôn á. Sang lắm. Chất vải này yên tâm, mặc là cái lưng phẳng lì luôn. Nếu chị may vải theo mét tới. Nguyễn Lương trắng kem. Thơm Bùi hai gạo lứt. Uyên Lê gạo lứt. Trần Tin hai xanh cổ vịt. Vũ Thị Mù trắng ngọc trai. Nguyễn Sơn hai gạo lứt. Trần Lan gạo lứt. Dương Ngọc trắng kem. Sương Phan xanh đen. Lê Thủy Nguyễn gạo lứt. Có chị nào quen lấy trong phút 26. Đen nha, chị nào lấy thì các chị chốt đen thôi. Trời ơi, các chị ơi, rất tiếc với các chị luôn là ra rất muộn. Thời điểm này nhiều chị may cho con gái mặc đi học rồi. Chứ nếu như mà chị may cái này cho mấy đại nữ sinh mặc thì trời nó đẹp. Cái này chị nào mai bốt vào mặt mà các chị dân của lễ. Dân Nguyễn gạo lứt. Tại vì dân của lễ là mình hoạt động, mình dơ lên dơ xuống như vậy nè.
có độ co giãn dễ chịu. Mê Loan Nguyễn Thị vàng mỡ gà. Trần Dung hai xanh đen. Xương Phan trắng kem. Cho cô vàng đồng cà rốt. Nhà Mai Thanh Hòa gạo lứt. Cái này kem cà rốt rồi chị ha. Đây màu này nữa. Màu này các chị nhớ em có thịt phần đâu. Nhưng mà của em nó là ấm kim. Còn cái này là Hương ngô gạo lứt. Lụa văn phòng. Áo dài Mỹ Trang hai trắng kem. 150.000 một áo các chị ơi. Có trắng kem và có cả trắng ngọc trai luôn nha chị. Trắng ngọc trai là không phải chất vải lụa ngọc trai mà là màu của trắng ngọc trai. Lê Nguyễn gạo lứt, Nguyễn Thị Lan gạo lứt. Màu này chị cho em là màu xanh cẩm thạch. Quá là đẹp luôn. Bên em đang bán lụa vân sóng nha chị. Nè em có vàng đồng luôn nè các chị. Nhưng mà vàng đồng này, cái vàng đồng này của em cũng là ám kim luôn. Lưu Phượng gạo lứt. Vàng rêu em còn nữa chị. Nói chung là màu trơn đấy các chị. Các chị muốn mua số lượng bao nhiêu em cũng có hết. Ví dụ một màu chỉ cần khoảng 300 mẻ em cũng có luôn. Ngọc Thơ xanh cẩm thạch. Nếu hỏi tới kim cương gold thì bảo phải. Cái gì? Cẩm thạch. Hỏi tới kim kim cương gold thì thôi. Các chị đương em thì các chị đợi em đi. Và màu này của em là màu cà rốt. À không, xin lỗi các chị, màu hồng dâu. Được lắm. Ngoài bà xanh cẩm thạch. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng dâu nha. 150.000 một áo, chất vải là lụa vân sóng các chị ơi. Rồi thiếu màu gì thì cứ việc bổ sung, từ từ em sẽ lên full màu cho các chị nắm kia. Tại vì cái này em đã bán nhiều rồi, em bán nhiều lắm luôn. Thu Nguyễn hai gạo lứt. Anna Trần hai hồng dâu. Tâm Nguyễn xanh cẩm thạch. Bội vàng với các chị được. Mà các chị cũng bội vàng là những gì các chị mua trùng á. Cũng tội nghiệp các chị. Trần Vân hai trắng ngọc trai. Nên là không bội vàng. Cứ từ từ. Hàng này nhiều lắm các chị không phải lo. Nhiều lắm. Màu nó có đến cả mấy ngàn mét lận. Nguyễn Lê Thanh hàng vàng đồng và ca cao. Lan Nguyễn hai xanh cẩm thạch. Lan Hoàng hai cẩm thạch. Màu này thì quay lên bộ là đúng bài luôn. Thân Thị Bông hai cẩm thạch. Trung Nghĩa trắng kem hai bộ là em lấy 4 áo nha chị. Tầm 3 đúng không? Thôi chị tự làm đi. Chị tự làm đi Hương ha. Rồi bây giờ cháu giờ cho cô từ cái màu này xuống, cho màu khác lên cho cô. Giá 150.000 một vài áo nha chị. Hồng tím cho em, chị nào lấy thì các chị chốt hồng tím cho em nha các chị ơi. Và em có vàng trăm nữa đó. Nó lấy vàng màu từ bên ấm kim của nhà em qua làm các chị.
nhận hết sức là, nhưng mà vải nó đẹp quá trời, thôi kệ đi các chị. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng tím nha. Và màu này chị cho em là màu chuẩn vàng trăm luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng trăm cho em ha. Chất vải là lụa vân sóng đấy các chị. Các chị mua để giặt trước đi, mai mốt có. Phố hồng quần tím. Chứ thôi mai mốt không có quần để phối đâu. Đến lúc mà hàng nó về là bắt đầu em ghép nhiều á, không có còn hàng. Vàng trăm khác nha, vàng bỡ gà khác nha các chị nhé. Viên thị ánh hồng trắng ngọc trai, Anna Trần vàng trang, Nguyễn Lê Thanh Hằng vàng trang. Và màu này là màu xanh biển. Xanh biển nhưng mà đúng chính xác màu của nó là nhà em gọi là màu màu xanh nước mẹ. Nhưng mà em gọi có một màu xanh biển này thôi, là vì lũ quân sóng chỉ có một màu biển này thôi chị, chứ nó không có biển nhạt, biển phớt gì hết. Nhưng mà màu này chuẩn màu xanh thường niên nè. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là màu xanh biển. Dạ, yeah, chất vải này là chất vải lụa vân sóng đó chị. Và màu này là màu hồng son. Hương Mai hai áo ca cao. Màu này chị cho em là màu hồng son nha, không phải hồng cánh sen nha các chị nha. Và đây là màu xanh đậm. Nhiều khi đứa nào mà nó treo hàng á, chị thấy nó hay treo mặt trái cái hàng này lắm nha. Lưu ý á, màu da này chị. Bí ngọc xanh biển, giá 150 ngàn một vẻ. Màu này là một trong những màu mà mai mốt thì em sẽ làm thiết kế các chị rất là nhiều. Này nó này các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt da sữa cho em nha. Dương Thư da sữa. Không có thiếu hàng đâu các chị, hàng màu trơn này đầy nhiều lắm. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu tím cặp. Thúy Trần cam hai áo. Màu này là màu vàng hoàng yến. Cho cô tím cũng lục bình được rồi mấy đứa anh. Xuân Trinh Nguyễn tím cẩm. Tuyết Nguyễn da sữa. Trương Ngọc Diễm Ngân da sữa. Và màu tím này là tím lục bình các chị nhé. Giá cho em là 150 ngàn một áo các chị ơi. Đừng treo nữa nha, gom vào vậy là được rồi. Lê Nguyễn da sữa và hai tím lục bình. Riêng cái kim cương thì không có thôi. Các chị ơi lấy nữa không? Không lấy nữa em nghỉ nha. Hẹn gặp lại các chị vào livestream tối nay nha. Lên Trương Thúy Thúy bảng mỡ gà. Kim Liên Huỳnh Thị xanh biển. Nghỉ hả chị?